Quên thân mình, ngày ngày chung lo việc nước. Một đời thề dân chiến đấu, không ngại ngùng vì nước hy sinh cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam đào minh quân, dân đang chờ ngày vui no ấm. Xóa tan bao lỗi lầm than. Việt Nam đào minh quân, xây cơ đồ hồn thiên sông núi. Ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Đào minh quân anh hùng cứu nguy dân Việt, quên thân mình ngày ngày chung lo việc nước. Một lời thề dân chiến đấu, không ngại ngùng vì nước hy sinh cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam đào minh quân, dân đang chờ ngày vui no ấm. Xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam đào minh quân, xây cơ đồ hồn thiên sông núi. Ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Hoa nước non Việt ngàn năm.
này ngày xưa trên quê hương tôi bão tố tơi bời, mẹ vượt đại dương ra khơi lênh đênh trên chiếc thuyền con, chỉ vượt đèo cao có bao gian lao thân xác hao mòn, còn lại người cha chung thân đen đen trong chốn ngục sâu. Và giờ đàn con ngây thơ năm xưa đã lớn khôn dần, một lòng vì dân nói thương ông cha đúng chí tài trai, nguyện cùng ngày mai tương lai non sông không màn đêm tối, nguyện cùng hồn thiêng anh linh năm xưa gục chết trong tù. Một ngày không xa trên quê hương ta đổi mới tươi màu, vang vang lời ca ca vang vang xa hai tiếng tự do, người người tự do cho quê hương ta thay màu áo mới, nụ cười thật tươi trên đôi môi em hằn vết khô cằn. Ngày thơ năm xưa đã lớn khôn dần, một lòng vì dân nói thương ông cha đúng chính tài trai, nguyện cùng ngày mai tương lai nói sông không màn đêm tối, nguyện cùng hồn thiêng anh linh năm xưa gục chết trong tù. Một ngày không xa trên quê hương ta đổi mới thay màu, cờ tự do tung bay bay cao cao vút từng xanh, người người tự do cho quê hương tôi xanh cùng thế giới, rằng người Việt Nam dân tôi hôm nay đầy những anh tài, người người tự do cho quê hương tôi xanh cùng thế giới, rằng người Việt Nam nơi đây đầy những anh tài. Chúng tôi kính chào lại quý đồng bào trong và ngoài nước. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ bài nhận định của ngày 5 tháng 2 là Đức Quốc Công Hoàng đế Đào Minh Quân hồi hương, là ngày tan rã của bọn tà đạo Cộng sản Việt Nam. Sau khi chúng tôi đọc bài nhận định này, chúng tôi sẽ chia sẻ tại sao Đức Quốc Công lên ngôi Hoàng đế là một con đường duy nhất cho dân tộc Việt Nam chúng ta, và luôn khi Ngài lãnh đạo thế giới thì đó là cái con đường duy nhất cho nhân loại của thời Thượng Nguồn. Rồi để bắt đầu, chúng tôi xin chia sẻ và đọc bài nhận định trước. Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Văn phòng Thường trực, Lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, P.O. Box 2807, Anaheim, California 92814. Nhận định: Đức Quốc Công Hoàng đế Đào Minh Quân hồi hương là ngày tan rã của bọn tà đạo Cộng sản Việt Nam, ngày 5 tháng 2 năm 2022. Kính thưa toàn dân Việt Nam, thưa quý tướng lãnh, quý đại biểu đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Sáng ngày mùng 3 Tết âm lịch, Xuân Nhâm Dần năm 2022, năm nay là ngày có các thần Thiên Đức, Lục Hợp, Thánh Tâm, Ngũ Phú rất thuận lợi để khai trương, cầu phúc, cầu tài và tế tự, nên Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, theo tập tục cổ truyền của dân tộc Việt Nam, đã mời quý cụ trong Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc đến Alpha để bói toán và xin xăm Quan Âm Bồ Tát đầu năm. Thật vui mừng khôn xiết khi chúng ta đã xin được quẻ
Linh Sâm số 01, tức Thượng Sâm Ly, Thượng Sâm Tý Cung. Trung Ly Thành Đạo, tức Hoàng Đế Khai Đạo. Muôn Dân Hiệp Hòa, mọi đều hành thông, mọi đều hanh thông. Thành Cầu Sở Nguyện, quẻ này còn có ứng nghiệm việc dân quân Việt Nam đang cùng nhau tôn vinh Đức Quốc Công lên ngôi Hoàng Đế, sẽ giải trừ được nghiệp chướng và họa cộng sản cho dân tộc. Vì ngày mùng 3 Tết này mà lại xin được quẻ Linh Thượng Sâm số 1, thì thật là phước lộc thọ, trang hòa, thuận buồm xuôi gió, trên dưới đồng tâm, sở nguyện thành toàn, công danh viên mãn. Chiều đến, chúng ta cũng mời được ba vị linh mục khả kính đến tận nơi làm lễ rước mình Thánh Chúa và ban phúc lành cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Mọi việc thật tốt đẹp, đúng là trời cao, chấp thuận lòng dân cầu khẩn, ban cho mọi sự an lành, hạnh phúc, thịnh vượng sẽ đến cho nước ta khi Đức Quốc Công Đào Minh Quân thuận theo ý trời lên ngôi Hoàng Đế, cửu ngũ chí tôn hợp với lòng dân mong đợi. The Imperial Duke President Đào Minh Quân obeyed the will of heaven and became emperor. Đó chính là Bảo Giang Thiên Tử Xuất, Bất Chiến Tự Nhiên Thành. Thế giới ngày nay thị phi điên đảo, bọn cộng sản Việt gian tà ma vô đạo, toa rập với lũ truyền thông bất lương, dùng mọi thủ đoạn cực kỳ thâm độc để che mắt dân chúng. Không phải chúng chỉ mượn danh nghĩa nhà cầm quyền để bắt cóc, giết người, đàn áp dân chúng, hay dung túng cho bọn công an côn đồ cướp giật ruộng vườn, nhà cửa, đất đai của người dân. Chúng còn chủ trương gây chia rẽ, căm thù và bạo lực để thống trị xã hội, trá hình là dân chủ. Chúng cho tự do giết thai nhi, mượn danh từ bình đẳng. Chúng làm ngơ cho con đánh cha, vợ giết chồng, ông hiếp dâm cháu. Cộng sản manh tâm phá nát mối quan hệ gia đình, huyết thống. Chúng cho công an đem xe ủi lô cày nát chùa Liên Trì ngay tại Sài Gòn, giữa thanh thiên bạch nhật. Chúng dung túng cho đàn em giả làm người mất trí, dùng rựa chém chết linh mục Trần Ngọc Thanh, giáo phận Kon Tum, khi ngài đang ngồi tòa giải tội giữa ban ngày. Giáo hội Công giáo cũng câm lặng, các chùa Phật giáo cũng im hơi, dân chúng biết cậy nhờ ai? Trong lúc cả thế giới đang xảy ra quá nhiều thiên tai, dịch bệnh, như báo hiệu cho ngày tận thế đã đến, chính các tôn giáo bắt nguồn từ Thiên Chúa giáo, Abraham hay Mohammed, cũng có nói đến một vũ trụ học thuyết tính, học tuyến tính, với các kịch bản thời gian cuối cùng, chứa các chủ đề về sự biến đổi và cứu chuộc. Trong Do Thái giáo, thuật ngữ ngày tận thế có liên quan đến thời đại Messiah và bao gồm một cộng đồng những người di cư Do Thái bị lưu đày, sự xuất hiện của Messiah, sự phục hưng của chính nghĩa và thế giới sắp tới. Thánh kinh của Thiên Chúa giáo cũng mô tả thời kỳ kết thúc xảy ra trước khi Chúa Giêsu sẽ đến lần thứ hai và sẽ đối mặt với kẻ ma quỷ chống lại Thiên Chúa để mở ra vương quốc mới và thời Thượng Nguyên Thánh Đức. Vương quốc mới của thời Thượng Nguyên Thánh Đức. Hồi giáo cũng có nói đến sự xuất hiện của một Al-Masih Al-Dajjal và sau đó là sự xuống trần của con Thiên Chúa Isa. Ngài đến chiến thắng kẻ giả mạo, kết thúc thời hạ gương và với việc mặt trời mọc từ phía tây, kể cả các tôn giáo không bắt nguồn là đấng Abraham. Cũng nói đến thời mạt thế được nhấn mạnh với sự suy đồi, sự cứu chuộc và cuối cùng là tái sinh. Ấn Độ giáo cũng nói đến thời gian kết thúc xảy ra khi Kalki, hóa thân cuối cùng của Vishnu, xuống trần
xuống trần gian trên một con ngựa trắng và chấm dứt giai đoạn Kali Yuga. Hiện tại, trong Phật giáo, Đức Phật cũng đã tiên đoán rằng những giáo lý của Ngài sẽ bị lãng quên sau 5.000 năm. Từ đó là sự hỗn loạn, và một vị Bồ Tát tên là Di Lặc sẽ xuất hiện và tái khám phá giáo lý của Phật giáo, của Phật Pháp, xin lỗi. Sự hủy diệt cuối cùng của thế giới sau đó sẽ đi qua 7 tầng trời, như trong bản tuyên ngôn kỷ nguyên Tân Dân Chủ do Đức Quốc Công đã đưa ra năm 1987, cách đây 37 năm. Vậy, Đức Quốc Công là ai? Ngài chỉ là một người bình dị. Trước 30 tháng 4 năm 1975 là Trung úy Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là người chỉ huy của toán quân báo thám sát Black Tiger tại vùng địa đầu giới tuyến Quảng Trị. Ngài rất chân thành, biết lắng nghe, biết an ủi và chia sẻ, biết đồng cam cộng khổ, biết kết nối những bi thương thành sức mạnh tuyệt vời, biết gom góp những hạt cát, những giọt nước tụ trên nguồn thành yêu thương và hy vọng để đổ xuống cuốn phăng đi những rác rến, tội ác. Ngài là sự kinh hoàng của Cộng đảng, đã khiến cho bao nhiêu con buôn chính trị giãy giụa, biết bao tên khoa bảng chạy đôn đáo từ đông sang tây, vật vờ, bàn tán, nghe ngóng. Ngài là hiện thân của sự nhẫn nhục, độ lượng, là người được đồng bào bầu lên để lãnh đạo chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, hầu thực hiện lý tưởng lấy lại đất tổ với cứu cánh, không làm khổ dân, trong chủ trương bỏ cộng còn Việt bằng đường lối Việt không giết Việt. Ngài đang làm rung động những con tim chân thành, những thiếu phụ khóc thầm trong bóng tối, khóc thầm trong đêm tối, những chiến sĩ dày dạn phong xương, những người con ưu tú của Tổ quốc Việt Nam. Viết về Ngài, nhắc đến Ngài, chúng tôi cũng đang dạt dào xúc động. Con tim bừng sáng và lòng yêu nước trỗi dậy, sục sôi trong huyết quản. Ngài chính là Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, đang được dân quân Việt Nam thỉnh cầu lên ngôi Hoàng đế để triệt tiêu chế độ tà quyền Cộng sản tại Việt Nam. Nhân ngày đầu năm, chúng ta cũng nên nhắc lại bản cáo thị số 001-2021-1015 trên văn phòng thường trực, trên CB, trên BT ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, về lệnh tịch thu tài sản bất hợp pháp của Cộng sản Việt Nam, căn cứ theo phán quyết của Tòa án Môi trường Quốc tế tại Hoa Kỳ, số INC 201215 ngày 14 tháng 4 năm 2021, thì 5 tên can phạm Cộng sản Việt Nam chính sau đây: 1. Nguyễn Phú Trọng, 78 tuổi, Tổng Bí thư; 2. Nguyễn Xuân Phúc, 68 tuổi, Chủ tịch; 3. Tô Lâm, 65 tuổi, Bộ trưởng Công an; 4. Phạm Minh Chính, 63 tuổi, Thủ tướng; 5. Phạm Bình Minh, 63 tuổi, Phó Thủ tướng; và 1 triệu đảng viên Cộng sản Việt Nam đồng lõa. Mỗi tên phải bồi thường cho Tổng thống Đào Minh Quân số tiền là 20 tỷ Mỹ Kim. Tòa án còn ra lệnh các can phạm phải trả thêm tiền lãi 8% mỗi 3 tháng đối với những thiệt hại chưa được thanh toán. Do đó, ngày Đức Quốc Công lên ngôi Hoàng đế thì đương nhiên chế độ Cộng sản tại Việt Nam cũng tan rã. Tuy nhiên, chúng tôi cũng muốn nhắc nhở các chính phủ và những công ty đang giao dịch với cái gọi là nhà nước Cộng sản Việt Nam này nên lưu ý. Cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam cầm đầu có thể bị phá sản trước khi tan rã. Trân trọng kính chào, Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Kính thưa quý đồng bào, thì chúng tôi vừa đọc xong bài thông báo, bài nhận định Đức Quốc Công Hoàng đế Đào Minh Quân hồi hương là ngày tan rã của bọn tà đạo Cộng sản Việt Nam. Thì chúng tôi xin chia sẻ như sau. Nhưng những gì chúng tôi chia sẻ quý đồng bào thì chúng tôi muốn đưa về trong việc mà quá khứ của nhân sinh
trên trái đất này để chúng tôi muốn thuyết giảng một cái đề tài nó rất là lớn mà chúng tôi muốn cô đọng lại để cho chúng ta hiểu về cái thời Hạ Quân và cái thời Thượng Quân Thánh Đức. Thì như chúng tôi đã trình bày với đồng bào đó là trong cái thời Hạ Quân của chúng ta là có hai cái công ước mà kết thúc cùng một lúc. Đó là một cái công ước là cách đây 300 triệu năm, là đó là một cái công ước của Thượng Đế. Đó một cái phẫn nộ của Thượng Đế đối với tất cả nhân sinh trên vũ trụ. Là vì thời đó, trước đó, đó chúng ta xảy ra một cái cuộc chiến tranh rất là tàn khốc. Mà cái công nghệ thời đó, đó mà những gì mà chúng tôi biết đó, là một phát bắn ra thôi, là một cái hành tinh đó, mình phải nói là thành bình địa. Nên cái sự khốc liệt đó, chúng ta cứ nghĩ đi. Cái thời mà năm 45 đó, khi mà Hoa Kỳ thả hai trái bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki đó, đó là cái sự mà mới khai phá của chúng ta từ chừng vài ngàn năm nay đổ lại thôi. Đó là chúng ta đã khám phá ra bom nguyên tử mà chúng ta có thể thấy là một cái sự chết chóc nó khốc liệt đến cỡ nào. Nhưng mà đối với 300 triệu năm trước đó, thì nhân sinh trên vũ trụ này đó, cái công nghệ cực kỳ tiên tiến. Bởi vậy cái sự mà giống như là tranh giành quyền lực với nhau đó, phe phái tranh giành với nhau, xảy ra một cái cuộc chiến của vũ trụ đó. Và cuộc chiến đó chết rất là dữ dội. Nên Thượng Đế phẫn nộ và giống như là có thể nói là phạt tất cả nhân sinh đó, trên vũ trụ là phải học lại. Đó là 7 điều căn bản. Hơn là xin lỗi, học lại 7 cái tội mà tiếng Anh nó kêu là the seven deadly sin, hoặc là trong tiếng Việt của chúng ta mà trong Kinh Thánh nó kêu là 7 mối tội đầu. Đó là cái quan trọng nhất. Đó là 7 chúng ta nói về 300 triệu năm và kéo dài trong vũ trụ luôn. Thì đương nhiên trong trái đất của chúng ta đó là khoảng 75.000 năm trước đó thì Lucifer mới giống như tượng Thượng Đế tạo nên, và Lucifer thì xuống thế để cai trị trái đất này. Và đương nhiên đó, khi mà cai trị trái đất này đó ở 75.000 năm trước đó, thì trước đó, đó là đã có trước cái này, những cái thông tin này chúng tôi chỉ lấy ở đây một chút, chỗ kia một chút để chúng tôi ráp lại thôi. Vì khi chúng tôi chia sẻ và được một vị kêu là lớn tuổi của bộ lạc ở Úc này đó, và ông ta chia sẻ với chúng tôi đó là nói về cái tổ tiên của ông ta mà truyền lại đó, truyền lại cũng giống như là kêu truyền khẩu vậy đó, thì nói rằng đó là trên 100.000 năm trước đó thì có bốn cái sắc tộc xuống thế, kêu là xuống thế gian này ở cái địa lý nước Úc này luôn. Mà lúc đó họ chỉ giải thích đó là không có nói về chủng tộc nào, chỉ nói về đến bốn màu da thôi. Và chúng ta nhìn chung lại thì ông ta nói bốn màu da đó là da đen, da đỏ nâu, da vàng và da trắng. Thì giờ chúng ta coi lại trên hết tất cả những sắc tộc trên toàn thế giới đấy mà chúng ta chia ra, thì chúng ta cũng có thể thấy ra được đó là da đen thì có ở Úc Châu này và ở Phi Châu. Đó, rồi da đỏ nâu đó thì nói ở Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Rồi chúng ta nói về da trắng thì ở châu Âu và da vàng thì ở châu Á. Thì ông ta nói đó là khi mà họ xuống thế ở dưới đây là xuống cùng một lúc với nhau. Đó là những cái, họ nói là cái spirit. Thì đương nhiên hồi xưa chúng ta không có hiểu, thì chúng ta nói là spirit là nói về linh hồn. Vì chúng ta không thấy, bởi vì những gì chúng ta không thấy thì chúng ta để cho là thiên liêng hoặc là tâm linh chẳng hạn, như chúng tôi đã trình bày. Nhưng mà nếu khoa học giải thích thì chúng ta hiện nay chúng ta có những cái công nghệ là chúng ta có thể tàng hình được. Đó thì đối với quý vị cứ suy nghĩ, nếu mà chúng ta đem những cái công nghệ tàng hình này chúng ta quay ngược lại cái chừng vài trăm năm thôi, thì chúng ta sử dụng ở vài trăm năm trước đó, thì chúng ta cũng sẽ thấy ra được cái việc tâm linh là những vị tiên thánh Phật như thế nào. Đó, như chúng tôi chỉ giải thích như vậy thôi. Vì đây là một cái đề tài nghiên cứu nó rất là sâu. Và đương nhiên ở trong này đó chúng tôi thấy ra được đó, có rất là nhiều lịch sử mà viết sai là vì ma quỷ nó viết ra.
đó. Và khi chúng ta truy ra những cái nguồn thì tất cả những cái nguồn mà chúng ta truy cũng đều do ma quỷ nó viết ra hết. Nên những cái lịch sử thật sau đây đó sẽ được chia sẻ lại, vì nó có một cái thư viện của nhân loại đó, nên sau này sẽ có rất là nhiều lịch sử để chia sẻ lại. Luôn cả những cái vấn đề gần đây về cái đệ nhị thế chiến kết thúc đó, thì như chúng tôi hiểu, nó không như chúng ta nghĩ là hai trái bom nguyên tử để kết thúc cái đệ nhị thế chiến đó đâu. Và nó có một cái sự kết thúc của đệ nhị thế chiến nó rất là đặc biệt mà không được chia sẻ trên truyền thông, mà gần đây chúng tôi mới nghe được nhắc đến mà thôi. Nên có nhiều cái điều mà chúng ta biết được qua lịch sử hiện nay đó là toàn do ma quỷ nó viết ra. Nên tất cả những cái đó là trong đó là đương nhiên không phải là hoàn toàn là sai hết, nhưng nó có cái đúng cái sai, mà cái sai nó nhiều hơn cái đúng đó. Rồi chúng ta quay ngược lại đó, thì chúng ta thấy đó là trên 100.000 năm trước đó, bởi vậy chúng tôi mới có những cái bức tranh của những cái cây cổ thụ, mà cái cây cổ thụ đó đó là nó lớn như cái núi vậy đó đó. Và cái việc mà cái cây cổ thụ nó lớn như cái núi đó thì chúng ta cũng thấy nó không có gì là lạ, nhưng mà nó lạ nhất đó là nó bị cắt ngang, cũng giống như một cái thân cây bây giờ mà bị cái cưa máy cắt ngang bằng phẳng vậy đó. Thì chúng ta cứ nghĩ về cái công nghệ thời đó đó, trên 100.000 năm trước đó, mà có cái công nghệ mà cắt ngang cái cây mà nó bự như cái núi mà bằng phẳng luôn á, thì chúng ta hãy suy nghĩ cái công nghệ đó so với cái công nghệ của chúng ta biết như bây giờ thì chúng ta chẳng vào đâu hết. Nó như vậy để cho quý vị hiểu về cái cuộc diện và lịch sử. Thì ông ta nói đó là trên 100.000 năm trước đó thì có bốn cái sắc tộc để xuống trái đất này, vì giống như là mang tội mà phải xuống dưới đây mà phải sống mà phải để học lại đó. Thì cuối cùng á là cái người da đen á thì một phần thì ở lại Úc và một phần á là di tản. Thì di tản đâu thì chúng ta đã biết rồi, là qua bên cái vùng phía bên Phi Châu. Rồi á cái chủng tộc da trắng á thì di tản lên, bây giờ chúng ta biết là ở bên châu Âu. Đó, vì chúng ta thấy đi khoảng chừng 200 năm đổ lại đây thôi. Chúng ta đừng nói nhiều xa quá, 200 năm đổ lại đây thôi. Hoặc là 300 năm thôi, không có cần nhiều. Thì chúng ta sẽ thấy rõ được cái nét của mỗi màu da ở địa lý nào luôn. Là da đen thì ở Úc và ở Phi Châu. Da đỏ đó, da đỏ nâu đó thì ở Nam Mỹ, Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Đó, da trắng thì ở châu Âu và da vàng thì ở châu Á. Đó, nó rõ như vậy đó. Chỉ 300 năm đổ lại đây đó, vì qua chiến tranh rồi qua cái việc mà đi tìm những cái địa lý này kia, thì từ từ trong 300 năm đổ lại đây hợp lại thì mới có nhiều sắc tộc trên địa lý. Chứ thực sự mà chúng ta nói về mấy trăm năm trở về trước đó thì mỗi cái màu da đó nó chiếm một cái vùng đó. Thì chúng ta để ý chúng ta sẽ thấy được cái việc đó. Cái vấn đề là khi mà ông ta chia sẻ với chúng tôi đó thì chúng tôi suy ngẫm và chúng tôi giống như truy ngược về trong quá khứ, ở cái thời điểm nào là chúng ta mới thấy là con người mà di dân đó. Thì chúng ta chỉ thấy vài trăm năm đổ lại đây thì mới thấy di dân mà thôi, chứ trước đó thì mỗi cái màu da ở một cái địa lý. Nhưng mà nó có hay một cái nữa đó, là chúng ta thấy là họ bắt đầu từ Úc đó, bắt đầu từ Úc này nè, và từ Úc mới di tản lên. Bởi vậy cái văn hóa Việt Nam mình chúng tôi thấy rất là đặc biệt, là vì ở trong đó đó nó có cái câu là tứ hải gia huynh đệ. Bởi vậy tứ hải gia huynh đệ là tứ hải là bốn biển đó. Bốn biển là Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương, đó là bốn biển. Nhưng mà phải là dân tộc của chúng ta đã đi qua bốn biển đó rồi đó thì mới biết được, hoặc là dân tộc chúng ta đã bắt đầu từ một cái nguồn đó. Là như ở dưới này, như ông ta chia sẻ với chúng tôi đó, là bốn màu da, thì chúng ta coi lại cái văn hóa và cái bốn cái câu là tứ hải, coi lại cái câu là tứ hải gia huynh đệ, thì có phải là bắt nguồn đó, là từ bốn cái sắc tộc đó coi nhau như là anh em, vì họ xuống thế gian này cùng một cái thời điểm trên 100.000 năm trước đó. Nhiều khi chúng tôi thấy nó có nhiều cái móc xích lại với nhau về văn hóa Việt Nam của chúng ta lắm. Rồi chúng ta nói đó là sau đó đó thì bắt đầu là họ, đương nhiên là họ xuống đây là họ biết được là họ phạm vì cái tội gì. Nhưng chúng tôi nói cho đồng bào đó biết đó là thời xưa đó, cái thời cổ đó, là khi mà họ xuống đây và họ học đó về giữ những cái điều mà Thượng Đế đặt ra là bảy cái mối tội đó, họ biết
nên họ xây dựng một cái văn hóa đó để làm sao để không phạm vào 7 cái tội này, và họ sống kêu là sát với thiên nhiên, những gì mà Thiên Chúa tạo nên đó. Nếu mà chúng ta đọc kỹ về Sáng Thế Ký điều 1 câu 126 đó, chúng ta sẽ thấy ra được cái việc đó. Nhưng chút nữa chúng tôi sẽ chia sẻ về cái phần đó sau. Đó thì như chúng ta thấy là họ sống với thiên nhiên, sống gần thiên nhiên hơn. Thì chúng ta khoan nói đến những sắc tộc đó. Chúng ta nói đến sắc tộc Việt của chúng ta đi. Thì chúng ta thấy đó là thời xưa đó là chúng ta có vua. Đó, và đương nhiên là làm sao chúng ta có vua thì đương nhiên chúng tôi nghĩ là khi mà một cái sắc tộc mà bắt đầu đều có sự bắt đầu khởi đầu bằng từ cá nhân của mỗi người. Rồi từ cá nhân mỗi người đó đó, họ mới thành nhóm, từ nhiều nhóm rồi mới bắt đầu thành và từ từ mới lên. Và cuối cùng là chúng ta có một cái đất nước và một vị vua. Thì hồi xưa thì chúng ta thấy dễ thôi, nguyên một cái châu Á đó là chúng ta chia ra là cái thời mà xích quỷ đó. Thì chúng ta có một vị vua và cắt cái đất ra làm đôi, và phía Bắc thì giao cho một người con và phía Nam giao cho một người con. Nói về cái sông Dương Tử thì phía Bắc và phía Nam đó. Rồi từ từ trải qua nhiều đời đó thì họ quên đi là cái cội nguồn, nên từ đó là bắt đầu miền Bắc mới xâm lấn miền Nam. Nhưng mà từ bắt đầu năm nào thì chúng tôi không có được rõ, nhưng mà nói đến là khi mà bắt nguồn từ ở dưới Úc này mà đi lên á, thì chúng ta thấy là phải trải qua nhiều năm, nhiều ngàn năm đó, thì mới tụ lại. Và cuối cùng rồi chúng ta có một vị vua. Và chúng ta thấy đó là vị vua của chúng ta đó là giống như là sống sát với người dân. Và giống như là mão vua thì cũng giống như là lông chim kết thành. Và những cái áo thì cũng từ là lông chim kết thành hết. Đó, và sống sát với người dân. Rồi cho đến một cái thời giai đoạn sau đó, thì chúng tôi nghĩ cái giai đoạn này đó là cái giai đoạn nó nằm ở sau cái 75.000 năm, là khi mà Lucifer được giống như xuống trái đất này để cai trị con người, để cai trị con người mà lúc đó là Thượng Đế mới giống như là tạo dựng ra một cái bóng tối đó. Bóng tối là nói về Lucifer đó. Là vừa ánh sáng vừa bóng tối, nhưng chúng ta thấy là phải dựa vào đó mới dạy cho con người, là dựa vào ánh sáng và bóng tối là để cho con người biết đúng sai thiện ác chính tà. Đó, hiểu được đúng sai thiện ác chính tà và làm sao để không có phạm vào 7 cái tội của Thượng Đế đặt ra đối với nhân sinh. Đó, thì chúng ta thấy là khi mà Lucifer xuống thế thì chúng ta thấy đi là dân tộc chúng ta đó, chúng tôi nghĩ dân tộc chúng ta đã có những cái bài học cho nhân loại hoặc là cho dân tộc Việt Nam, ít nhất là phải cho dân tộc Việt Nam chúng ta, là cái câu thành ngữ là thất tùng thiết thành tư tâm giả đó. Đó là cái câu mà để học, mà để giữ được 7 cái tội mà Thượng Đế đặt ra. Đó, nó rất là khó, bởi vì 7 cái tội đó, con người sống ở trái đất này đó mà bị luân hồi hoài cũng vì 7 cái tội này. Đó, mà chúng ta đã có thành ngữ là thất tùng thiết thành tư tâm giả. Bởi vì 7 cái thành trì sắt này phải kêu là thành trì sắt nên rất khó để vượt qua. Bởi vì nhân loại không có vượt qua được mới tái sinh đi tái sinh lại. Cộng với là khi mà ma quỷ nó cai trị con người bằng cái việc mà nó bắt con người phải tái sinh đi tái sinh lại. Nhưng mà cái ác ở đây đó là nó dựng nên một cái kêu là thể chế hoặc là một cái xã hội có nhiều cái tầng lớp kêu là ma trận đó, để cho con người không có thoát ra được. Để cho con người không có thoát ra được. Đó, thì đây là cũng một cái thủ đoạn. Đó, thì đương nhiên ở trong đó, trong 75.000 năm đó là lúc nào cũng có những vị thiên thần xuống thế đó để cai quản cai trị con người hết đó. Thì nó kéo dài cái thời gian đó mãi cho đến một cái công ước kêu là công ước Nairnfiti đó, là cái công ước mà trên 3.000 năm trước, 3.000 mấy trăm năm trước đó, là đến một cái người mà kêu là hoàng hậu của nước Ai Cập đó, rồi từ cái dòng máu đó truyền đến cho đến đời của ông Solomon đó. Thì chúng ta thấy là cách đây khoảng trên 3.000 năm,
thì nó lại phù hợp với cái lịch sử văn hóa của dân tộc Việt Nam của chúng ta hơn 3.000 năm trước. Thì chúng ta thấy là ở cái thời mà cỡ như thời Kinh Dương Vương, cái thời mà 1-2.000 năm trước Công Nguyên đó, thì chúng ta thấy là bắt đầu ở phía châu Á của chúng ta cũng đã bắt đầu xảy ra những cái việc đó, là nói về cái việc mà diệt chủng. Vì chúng ta cứ nghĩ đi, là chúng ta sống ở cái thời Hạ Quân, vì cái việc mà phẫn nộ của Thượng Đế là cách đây là 300 triệu năm. Rồi chúng ta thấy ở cuối của cái 75.000 năm mà Lucifer xuống để kêu là cai quản con người ở trái đất này. Rồi chúng ta thấy từ 7.000 năm nó đi ngược lại đến cái thời giai đoạn cuối của cái Hạ Quân đó là 3.000 năm mấy đó. Đó thì chúng ta thấy là từ 3.000 năm mấy đổ lại đây đó, là chúng ta hãy để ý hoặc là chúng ta thử tìm hiểu tất cả những văn hóa trên toàn thế giới có phải là bắt nguồn từ chiến tranh xảy ra hay không. Bất kể một nước nào luôn, đều có chiến tranh xảy ra mà cướp, kêu là diệt chủng và cướp đất, kêu là cướp nước đó, thì chúng ta có thể kêu là cướp đất. Luôn cả dân tộc Việt Nam của chúng ta cũng như vậy. Chúng ta thử coi lại những cái thời như là An Dương Vương, rồi coi những cái thời Trọng Thủy Mỹ Châu, chúng ta coi lại những cái văn hóa dân tộc Việt Nam ở chúng ta ở cái thời điểm đó. Chúng ta thấy nó có na ná giống y chang như vậy không? Và có phải là đất của chúng ta đó càng ngày càng bị mất dần không? Bởi vậy đó là tại sao cái nước Việt Nam của chúng ta bây giờ đó, nó chiếm chỉ có 10, chưa được 10% của đất của tổ tiên của chúng ta thời xưa nữa. Đó, chúng ta suy nghĩ đi. Và đương nhiên là nói về tổ tiên của chúng ta mà xa xưa nữa đó, thì nguyên cả cái vùng châu Á luôn. Thì nếu chúng ta nói nguyên cả cái vùng châu Á luôn, thì chúng ta có thấy là phải từ di cư, từ dưới Úc này lên, như cái ông, một cái ông trưởng lão của một cái bộ lạc Úc mà chia sẻ với chúng tôi không? Thì bắt đầu từ một cái nhóm đó, rồi người cha giống như là truyền cái chia đôi cái mảnh đất ra, từ sông Dương Tử chia đôi, phía Bắc trao cho một người con, phía Nam trao cho một người con, trải qua nhiều đời bắt đầu là chém giết với nhau. Đó, chúng ta suy nghĩ đi. Đó, nên nhiều khi tất cả những cái này mà chúng ta truy ra được, cái chúng ta thấy là giống như là lịch sử đó, nó có một cái mảnh vỡ nào ở đâu đó, đó nó đã ráp thành cho chúng ta thành và chúng ta thấy được cái bức tranh. Và ở cuối của cái thời Hạ Quân này đó, là khoảng 3.000 năm trở lại đây, thì chúng ta thấy cái sự mà ma quỷ nó đã giống như là từ cái thời ông Solomon đó, là cách đây là hơn 3.000 năm đó, là ổng đã chọn là đi theo ma quỷ. Vì khi mà ổng chọn đi theo ma quỷ thì thiên thần và thượng đế là rời khỏi ổng. Nhưng mà rời khỏi ổng nhưng mà còn vướng lại cái công ước. Là vì cái công ước đã ký kết rồi đó, thì làm sao mà có thể nói ngược lại. Ma quỷ thì đương nhiên nó không có giữ luật này kia, nó có thể nói ngược. Nhưng mà đối với những người chính nghĩa và đối với thượng đế thì không có thể đi ngược lại những cái công ước mà đã ký kết. Nên á, là phải chờ đến hết cái công ước đó. Thì chúng ta thấy đó là ở cái công ước mà Narfiti, là cái công ước mà cách đây hơn 3.000 năm, đó là cái công ước mà cuối cùng đó, thì chúng ta thấy là hầu như là nhân loại trên toàn thế giới này, bất kể một cái địa lý nào, là bắt đầu là sinh ra chiến tranh, chém giết này kia nọ nhau. Trong đó có luôn dân tộc Việt Nam của chúng ta nữa. Và càng ngày chúng ta thấy đó là bắt đầu khi mà giết, rồi xảy ra, chúng ta thấy không, cái thời mà hơn 3.000 năm trước, thời Đông Châu Liệt Quốc, rồi trước đó nữa thì có cái thời mà Khương Tử Nha, đó là thời mà Phong Thần đó, đó thời nhà Chu đó, rồi trước thời nhà Chu rồi đến thời Đông Châu Liệt Quốc, rồi kéo dài đến thời Tần đó, rồi bắt đầu Tần Thí Hoàng, rồi bắt đầu kéo dài đó, tới tận bây giờ. Thì chúng ta thấy là đất nước Việt Nam chúng ta đã càng ngày càng nhỏ dần, và càng ngày càng bị diệt chủng dần luôn. Đó, thì mỗi lần như vậy đó, thì đương nhiên là Thượng Đế đã rời khỏi ông Solomon. Đó, thì cuối cùng thì đương nhiên là ma quỷ nó lên cái kế hoạch để nó diệt chủng. Thì tất cả những cái sắc tộc nào đó, đối với con của Thượng Đế từ khi mà xuống thế đây, như chúng tôi nói đó, là trên 100.000 năm trước đó, thì qua 4 cái chủng màu da đó, thì chúng ta thấy là tất cả đều là con của Thượng Đế đó, nhưng mà cuối cùng là bị chia rẽ và cuối cùng là chém giết nhau đó, vì họ xuống thế cùng một lúc, cùng một địa lý,
nhưng mà trải qua nhiều ngàn năm là họ từ từ xa cách và cuối cùng là chém giết nhau, và chém giết nhau trên mỗi địa lý luôn. Ở bên châu Á thì giết nhau theo châu Á, da vàng giết nhau theo da vàng, da đen giết nhau theo da đen, da đỏ nâu giết theo da đỏ nâu, và da trắng giết theo da trắng. Đó, chúng ta thấy không? Và càng ngày là cái sự giết chóc nó càng nhiều hơn, và nó đến cái giai đoạn là tương quan với nhau luôn. Đó là mới chúng ta có cái thế giới bây giờ đó. Đó, và chúng ta thấy đó là mỗi cái sắc tộc đó, là khi mà ma quỷ nó có cái kế hoạch mà nó diệt chủng nhân loại đó, thì đương nhiên Thượng Đế đâu có thể giống như là ngồi nhìn được đó, nên nó mới cho những vị, chúng ta có thể nói là tiên thánh Phật, có thể nói là thiên tướng đó, để xuống thế đó, để giúp cho cái việc mà diệt chủng đó nó ngăn ngừa lại một phần nào đó, một phần nào, và giữ lại cái nguyên khí của cái dân tộc đó. Thì chúng ta thấy đó là như đất nước Việt Nam chúng ta thì có nhiều vị anh hùng đó để giúp cho dân tộc Việt Nam chúng ta chống lại cái việc diệt chủng của ma quỷ đó. Đó thì trong đó chúng ta có nhiều anh hùng lắm, nhưng mà một vị anh hùng mà dân tộc chúng ta tôn thờ đó là Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo. Là vì khi mà ma quỷ đó nó thống trị cả một nửa thế giới qua cái việc mà quân Mông Nguyên đó, thì chúng thấy ở cái thời đó khi mà nó kéo quân qua đất nước Việt Nam chúng ta đó, đất nước Việt Nam chúng ta thời đó là dân và quân đó là chỉ có là trên dưới chưa được 10 triệu nữa. Đó, trên dưới chưa được 10 triệu mà nó đánh 3 lần mà nó đánh không được. Là vì có cái sự đoàn kết của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Đó, một cái sự đoàn kết mà khi mà đoàn kết thì rất khó mà để phá. Vậy chúng ta hãy suy nghĩ ra cái vấn đề từ khi mà Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo, từ khi mà nó muốn diệt chủng con người, thì nó biết được đó, một cái dân tộc mà đoàn kết lại thì rất là khó mà để tiêu diệt hết. Rất là khó. Bởi vậy đó là nó phải lên cái kế hoạch. Vì đây là chúng tôi nói là cái vấn đề này nó liên quan đến thế giới. Nên á, là bắt đầu á, là nó lên kế hoạch là nó phải chia lẻ ra. Có là nó phải tiêu diệt. Và nó giống như nó tiêu diệt mà không có tận. Và nó giống như là nó làm sao á, để cho người ta phải chạy chú này kia nọ. Thì chúng ta thấy đi, trải qua từ cái thời mà thế kỷ thứ 13, trải dài đến mấy trăm năm đến thời bây giờ, thì chúng ta thấy đó là có những cái hiện tượng là di cư, có là họ phải rời bỏ cái địa lý giống như là cái đất tổ tiên của họ để họ phải đi bám vào một cái địa lý khác để sinh tồn. Đó thì chúng ta thấy là ngày nay đó, người Phi Châu cũng vậy. Thí dụ như người Phi Châu thì cũng bị là người da trắng rồi bắt cóc đó, là đem từ bên Phi Châu qua bên Mỹ để làm nô lệ chẳng hạn. Đó, chúng ta thấy đại loại là như vậy. Hoặc là người da vàng cũng di cư, có là tất cả những cái đất nước nào mà có di cư đều bị diệt chủng và họ phải di cư đến một cái địa lý khác. Thì hiện nay chúng ta thấy dễ nhất là chúng ta thấy những cái nước mà đa chủng tộc như là Úc, Tân Tây Lan, Canada, Mỹ. Đó là những cái nước mà đa chủng tộc. Và đương nhiên những cái nước đó họ có cái thổ dân, có một cái người dân ở cái nước của họ, chứ không phải là không. Như ở Mỹ là thuộc về Bắc Mỹ, chúng ta hãy coi lại những cái người Canada đúng ra là mọi da đỏ đó, là cái người mà da đỏ nâu đó, đó là chúng tôi nói là từ Bắc Mỹ đến Nam Mỹ luôn mà, là người da đỏ nâu. Dù là ở Canada nó lạnh nhưng mà cái người thượng ở đó họ vẫn là da đỏ nâu chứ không phải là da trắng. Chỉ có người da trắng là ở châu Âu mà thôi đó, nên chúng ta phải để ý những cái địa lý đó là chúng ta sẽ thấy ra được. Thì chúng ta thấy bắt đầu đó, nó có cái sự mà bị chia rẽ, rồi người dân trên toàn thế giới phải di cư. Đó, bởi vì khi mà di cư lên á, thì chúng ta mới thấy là vài trăm năm đổ lại đây, và thậm chí là khoảng trên 100 năm đổ lại đây, thì chúng ta mới thấy là cái thuyết mà dân chủ, thuyết mà cộng hòa, đó nó mới đưa ra là vì đa sắc tộc. Chứ thực sự ra đó, tất cả những cái đất nước là đều có vua chúa đó, trừ ra những cái đất nước như Úc này hoặc là Bắc Mỹ, Nam Mỹ, những cái nước đó là họ giống như là từ người thượng, nhưng mà họ sống về như bộ lạc đó, rồi từ từ họ mới hình thành trong gần đây thôi, chứ hồi xưa là họ sống theo bộ lạc đó. Nhưng mà đất Mỹ rộng như vậy đó, họ có rất là nhiều người thổ dân da đỏ khác nhau. Thì chúng tôi nghĩ là khi mà họ di chuyển lên đó từ 100.000 năm trước thì cũng giống như dân tộc Việt Nam chúng ta thôi, đó là khi mà da vàng lên trên đó bắt đầu chia ra.
đó, sống bao nhiêu ngàn năm bắt đầu từ từ mới chia ra, rồi mới bắt đầu từ Bắc sông Dương Tử, Nam sông Dương Tử, rồi bắt một thời gian là quên hết cội nguồn, quên hết mình xuất phát ở đâu, vì ma quỷ cai trị mà nó đâu cho mình biết này kia nọ đâu, nên cuối cùng nó diệt chủng xong rồi đó là bắt đầu nó dạy lại đứa nhỏ. Đây là những cái việc mà chúng tôi sẽ chia sẻ sâu, nó có những cái quyền bí ở trong này lắm. Rồi khi nói về đến cái việc đó, đó thì chúng tôi nói nhanh đến cái việc mà hiện nay đó, thì cho chúng ta thấy đó là trên thế giới đó là hầu như tất cả những nước trên thế giới là đều có vua chúa đó, nhưng mà tại sao là bị chia rẽ và cuối cùng rồi đó là bỏ đi cái việc mà vua chúa, và cuối cùng mới đến nói với cái việc mà chuyển qua cái thể chế là dân chủ lập hiến đó. Lập hiến thì họ đưa ra một cái hệ thống chính phủ, nhưng mà vị vua hoặc là vị nữ hoàng đó chỉ là để như là bình phong thôi đó, không có còn hoạt động giống như hồi xưa, quyền lực giống như hồi xưa nữa, nhưng mà cái đó là cái việc bề ngoài thôi. Rồi chúng ta thấy những cái nước như tổng thống chẳng hạn bầu lên thì có đảng dân chủ, có đảng cộng hòa, chúng ta có thấy như vậy. Nhưng mà cuối cùng rồi đó là ma quỷ nó rất là hay, là vì nó dựng nên là cái thể chế đó, là khi mà chúng ta hiểu ra rồi đó, chúng ta chỉ biết là thắng thua, bên thắng thì viết ra luật đó, còn bên thua thì phải chịu quay về bóng tối, vì cái thế lực mà ánh sáng bóng tối nó phải nương với nhau nó mới tồn tại được đó. Là vì giống như là cái này nó lại hơi phức tạp, vì đây nó có liên quan đến tài chính đó, là nó phải nương với nhau, nó không có thể triệt hạ nhau mà đến đánh cho mất luôn. Nó có thể làm suy yếu nhau nhưng mà nó vẫn phải nương với nhau, cái của nó là chỉ đấu đá với nhau để giành cái quyền cai trị con người mà thôi. Bởi vậy trong cái thời Hạ Gôn mà cách đây từ 3.000 năm mà trở lại đó, thì chúng ta mới thấy đó là đến tận bây giờ thì chúng ta thấy có 3 vị xuống thế, mà 3 vị xuống thế này đó là 2 vị là nhân loại đó tôn lên mà thành một cái đạo luôn, một cái tôn giáo luôn. Là thứ nhất là đạo Phật. Đó là chúng ta thấy đó là khi mà ở cái vùng mà Ấn Độ hoặc là cái địa lý ở phía Đông Nam Á đó mà bị giống như là kế hoạch mà diệt chủng đó, thì chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca là Phật rồi, chứ không phải là xuống thế rồi tu thành Phật đâu. Ngài là Phật rồi, nên khi mà Ngài muốn xuống thế gian mà để giúp cho con người đó, để tu, để chờ cái ngày chờ đến cái công ước mà kết thúc đó, để được một cái vị mà để dẫn con người đi vào thời Thượng Nguyên Thánh Đức đó, thì Đức Phật đó phải xuống thế bởi một hoàng tử, là con sinh ra là con của một vị vua đó. Mà từ cái vị hoàng tử đó là Ngài có tất cả, có nghĩa là có quyền lực, vì Ngài sẽ lên làm vua. Đương nhiên là Ngài làm vua là sẽ có tiền tài rồi, rồi đương nhiên về danh vọng nữa, là tất cả là Ngài đều có hết, luôn cả vợ đẹp con ngoan. Nhưng mà tại sao đó là Ngài phải từ bỏ hết, từ bỏ ngai vàng là từ bỏ hết luôn, rồi bỏ luôn cả gia đình. Thì chúng ta mới thấy đó, cái tình yêu thương của Đức Phật đối với con người hoặc là đối với nhân loại đó, nó phải rất là bao la, mà phải bao la hơn cả mà gia đình, vợ con luôn, và luôn cả cha mẹ luôn, để nhấn thân vào trong cái kêu là thế gian đó, kêu là vào trong cái xã hội của người đó, và từ đó mới tu rồi ngộ ra, rồi chỉ ra cho con người làm sao để thoát khỏi cái ma trận của ma quỷ. Là vì chỉ có cái con đường duy nhất mà thoát khỏi là phải từ bỏ 3 cái chính yếu là tiền tài, danh vọng và quyền lực. Mà nếu con người mà đã từ bỏ được 3 cái này thì những cái tội còn lại bỏ rất là dễ. Đó, vì những cái tội còn lại đó là những cái tội nhỏ, nhưng mà những cái nhỏ đó nó đang đấu tranh với nhau để cuối cùng đạt được 3 cái lớn là tiền tài, danh vọng và quyền lực. Nên Ngài từ cái đã có sẵn là sinh ra trong một gia đình là con của một vị vua đó, là từ bỏ quyền lực, tiền tài và danh vọng để đi vào, dấn thân vào kêu là thế gian, rồi để chứng quả, rồi bắt đầu từ đó dạy ra cho con người. Thì vì con người ngưỡng mộ Ngài, là Ngài là một hoàng tử mà Ngài có thể bỏ hết tất cả và để đi mặc lại một cái áo giống như một người bình dân, thì ai mà không cảm phục được, ai mà không tôn kính được, chúng ta suy nghĩ đi. Nên Phật phải xuống thế bằng cái hình thức như vậy,
mới giúp ra được cho con người ngộ ra được và tự tu tâm. Đó, tu tâm để làm gì? Để chờ. Đó, để chờ, vì Đức Phật biết được đó là nếu mà không tu được thì sẽ bị tái sinh đi, tái sinh lại, tái sinh đi, tái sinh lại. Là vì ma quỷ nó khống chế và Đức Phật nhìn thấy ra được cái điều đó, mới dạy cho con người làm sao mới thoát khỏi cái ma trận này để không bị tái sinh đi, tái sinh lại. Đó. Nên cuối cùng là Ngài mới chỉ ra, và cuối cùng đương nhiên là những vị đi theo Ngài từ từ đó là họ ngưỡng mộ, rồi cuối cùng họ làm dựng nên một cái đạo Phật. Nhưng mà khi dựng đến đạo Phật á, thì trúng vào cái mưu, đó trúng vào cái mưu của ma quỷ. Là vì có đạo Phật thì đương nhiên có lãnh đạo thì ma quỷ nó lên nó chỉ dụ cái người lãnh đạo trên thôi. Và cuối cùng nó dụ người được người lãnh đạo trên mà nó cai trị được người lãnh đạo trên thì đương nhiên là nó phá hết tất cả những đạo Phật. Và bao nhiêu con chiên hoặc là Phật tử mà đi theo đạo Phật là nát hết, kêu là tan nát hết. Đó, chúng ta hãy suy nghĩ đi, ma quỷ nó rất là khôn. Đó đâu có phải đi chiêu dụ từng cá nhân mỗi người đâu. Là vì từng cá nhân mỗi người đã nằm trong cái ma trận của nó hết rồi. Đó. Nên nó cần một cái người để đi dẫn dắt. Thì tốt nhất là cầm cái người lãnh đạo đó là dẫn dắt. Vì chúng ta thấy đó, khi mà Phật ngồi ở dưới Bồ Đề, đâu phải là Ngài ngồi 49 ngày không như vậy là thành Phật đâu. Nó có đâu. Ngài phải trải qua biết bao nhiêu cái việc cám dỗ của ma quỷ. Nó tới, nó làm phiền, nó quấy rối, nó chiêu dụ đủ thứ đó. Chứ đâu phải là Ngài ngồi không, nó để cho Ngài ngồi không ngồi yên đâu. Đó, chúng ta thấy được cái việc đó. Nên những cái người lãnh đạo bây giờ đó, tại sao là họ không có nhập Niết Bàn được giống như Phật? Là vì họ đã bị khống chế rồi. Đó, quý vị suy nghĩ đi. Rồi tất cả chúng ta là đi theo họ hết. Là cuối cùng là đi theo xuống địa ngục hết. Bởi vậy chúng ta hãy thấy những gì Phật làm. Đó, chúng ta thấy những gì Phật làm mà chúng ta bắt chước. Chứ chúng ta đừng có thấy những tên ma tăng làm mà bắt chước. Vì những cái tên đó là những cái tên vẫn còn đang đi tìm giống như con đường của Phật. Giống như chúng ta vậy thôi, không gì khác đó. Chỉ là chúng ta mặc áo thường, còn họ mặc áo giống như Phật để giả thôi. Nhưng mà thực sự, chúng ta thấy được bao nhiêu người mà thực sự làm được giống như Đức Phật. Để cho dạy được chúng ta. Họ đâu có làm được đâu. Vì Đức Phật là từ bỏ hết và đi vào trong thế gian mà đi bằng chân không chân đất. Chúng ta thấy mấy ông tăng sư bây giờ có đi chân đất không? Hay là giày của ông toàn là trăm đô, ngàn đô, xe là phải xe mấy trăm ngàn đô. Chúng ta suy nghĩ đi. Đó, bây giờ chúng ta thấy là Phật đâu có dựng nên cái chùa. Hồi xưa Phật có quyền dựng cái chùa nếu Phật muốn. Vì Phật là hoàng tử mà. Hoàng tử là con của vua mà muốn xây bao nhiêu cái chùa mà không được. Nhưng mà tại sao đâu có xây cái chùa nào đâu mà phải đi vào trong thế gian đi bộ đó để thuyết. Chúng ta suy nghĩ đi, rồi bây giờ đạo Phật dựng lên chùa vàng này kia nọ đủ thứ, tượng vàng tượng này kia, ủa Phật dạy cho chúng ta cái điều đó sao? Phật đâu có nói đâu. Nếu mà Phật mà làm cho chúng ta thấy đó là Phật đã dựng nên biết bao nhiêu cái chùa mà nguy nga này kia. Tại vì một ông vua, một ông hoàng tử để trở thành vua dựng muốn bao nhiêu cái chùa vàng mà không được. Nếu muốn. Nhưng mà Phật đâu có làm đâu. Mà tại sao mấy ông chùa làm, mấy ông thầy chùa làm, dựng nên bao nhiêu cái chùa để làm cái gì? Nếu chúng ta tin thì chúng ta đi vào địa ngục là đúng rồi. Là vì Thượng Đế cho chúng ta cái quyền chọn lựa. Nhưng mà tại vì cái tâm của chúng ta đó, giống như là Phật dạy, nhưng chúng ta không có nhìn cái tâm của Phật làm. Chúng ta không có thấy bắt chước Phật làm, mà chúng ta bắt chước những tên ma tăng làm. Đó. Chúng ta chỉ bắt chước mấy tên ma tăng vì chúng ta thấy. Còn Phật mấy ngàn năm trước chúng ta đâu có thấy. Chúng ta chỉ nghe nhắc lại thôi. Nhưng mà chúng ta hãy suy nghĩ những cái cơ bản nhất đi. Như chúng tôi trình bày đó. Phật là từ một hoàng tử, là một người là sẽ lên làm vua, có quyền lực, có tiền, đó, có danh vọng, có vợ đẹp, con thơ, con đẹp, cái gì cũng có đó. Nhưng mà tại sao từ bỏ hết và đi vào trong thế gian mà thậm chí mang chân không luôn. Đó, nhiều khi Đức Phật đi qua những cái làng thuyết này kia nọ đó, nó cố tình nó đem gai ra, nó chắn đầy. Mấy cái cỏ mà có gai nó chấn đầy đó, đó, để cho Phật đi qua. Mà cuối cùng Phật đi và cũng bước lên gai, cũng đâm chảy máu đó, chứ nó có đôi giày nào đó. Nó tại sao những cái tên ma tăng bây giờ tên không làm giống như Phật để dạy cho con người đó. Mà cuối cùng là bao nhiêu giống như là ăn mặc đồ đẹp bảnh bao này kia nọ mà dạy được cho con người cái điều gì. Chúng ta suy nghĩ đi. Nên chúng ta đừng có bị lôi cuốn vào trong cái việc này. Và chính chúng ta chọn. Đó, chính chúng ta chọn thì chúng ta phải chịu.
Đó, vậy thôi. Rồi, là cuối cùng á, là chúng tôi giải thích như vậy để chúng ta biết á, là khi mà đạo Phật mà thành rồi bắt đầu chùa chiền mà xây dựng lên thì là ma vương nó vô đó nó ngồi. Chứ Phật không có ngồi ở trong chùa. Nếu mà Phật hồi xưa mà ngồi trong chùa á, thì Phật có thể ngồi ở trong cung đình á, mà kêu là thuyết pháp rồi bắt dân phải đi nghe nếu mà Phật muốn. Phải không? Là Phật đã xây dựng lên rồi, nhưng mà Phật đâu có làm như vậy đó. Đức Phật đâu có làm như vậy. Thì chúng ta phải coi vào cái đó mà chúng ta hãy suy ngẫm. Đó. Nên cuối cùng rồi á, xây dựng cái chùa lên cho ma vương cho đó ngồi hết. Để làm gì? Để cai trị con người. Đó. Cuối cùng á, là đi cúng quả, cúng cho đã. Cúng xong rồi xuống địa ngục luôn. Phải không? Rồi bắt đầu tái sinh lại ở dưới địa ngục, ở tù, nhớ tù xong. Tù xong bắt đầu tái sinh lại rồi. Nó khóa hết tất cả những con mắt thứ ba chẳng hiểu khỉ khôi hết, bắt đầu học lại từ đầu. Cũng đâu biết là kiếp trước mình sai gì đâu. Mà không biết sai sao sửa. Thì học lại từ đầu, rồi sẽ vướng vào bảy cái tội tiếp. Và cứ bị lặp đi lặp lại biết bao nhiêu kiếp như vậy. Chúng ta suy nghĩ đi, 75.000 năm biết bao nhiêu kiếp. Đó, nên nói như vậy cho chúng ta biết là nói về đạo Phật. Bây giờ nói đến đạo Công giáo cũng như vậy. Chúng ta thấy đạo Công giáo cũng đâu khác gì lắm đâu. Đó, Chúa Giêsu xuống thế ở một cái thời điểm là dân Do Thái bị bắt nạt, cai trị đủ thứ đó. Và cuối cùng rồi khi Chúa Giêsu xuống thế 33 năm, nhưng mà trong 3 năm cuối đó thì khi mà Ngài bắt đầu đi rao giảng và chọn 12 vị đệ tử để đi theo để làm gì? Để minh chứng, để làm chứng cho những gì Ngài làm. Rồi sau đó đó là ở lại thế gian và giống như là đi rao giảng về những gì tai nghe mắt thấy. Vậy thôi. Đó, vì trong đó có những ông là cũng có kiến thức và có những ông là một nông dân bình thường. Đó về là vì Chúa đặc biệt chọn ra 12 ông đó, trong đó có ông Phản nữa. Đó, nhưng Chúa cũng chọn ra những cái người đó để cuối cùng làm gì? Cho con người bài học hết. Tất cả là cái gương để học thôi. Và học để làm gì? Để thoát ra khỏi cái ma trận mà thôi. Và chờ đến cái thời Thượng Quân Thánh Đức. Thì Chúa đã nói rồi, ngày sau ta trở lại đó, ta sẽ xây thiên đàng ở trái đất này. Vì một khi mà Chúa đang giảng đó, thì một trong những ông thánh hỏi về khi mà cầu nguyện đến Ngài, đến Thiên Chúa, Chúa Giêsu thì cầu nguyện như thế nào? Thì Chúa mới đọc cái bài kinh Lạy Cha ra. Đó, khi mà gặp khốn khó như thế nào thì hãy đọc cái kinh Lạy Cha, kinh cầu nguyện này. Thì trong kinh Lạy Cha, Chúa đã nói là ngày sau Chúa quay lại, đó, Chúa sẽ xây thiên đàng ở hạ giới này. Quý vị nên nhớ một cái điều này nè. Khi mà Chúa nói đó, xây thiên đàng cái hạ giới này là có nghĩa là đã kết thúc cái việc mà luân hồi rồi. Vì thiên đàng, Chúa đã xây dựng cái thiên đàng thì đâu còn luân hồi nữa. Đó, và nó hay một cái điều là nó đến cái thời điểm này và đã kết thúc cái việc luân hồi rồi. Là không, con người không còn luân hồi nữa. Là không cần phải chết đi rồi xuống địa ngục bị đày đọa này kia nọ nữa. Vì từ giờ trở đi trong cái thời Thượng Quân chúng ta chỉ có đi lên thôi. Là lên chậm hay lên nhanh là tùy cá nhân mỗi người đó. Chứ không còn luân hồi nữa. Vì chúng ta có một cái chọn lựa. Chúng tôi sẽ giải thích về cái điều đó sau. Vì đây là một cái thời đại mà Đức Quốc Công xây dựng. Rồi chúng ta thấy đó là khi mà Chúa Giêsu, chúng tôi chỉ nêu ra những cái điều mà Chúa nói thôi. Thí dụ như trong Kinh Thánh đó, là chúng ta đọc chúng ta biết là đến ngày tận thế ha, đến ngày tận thế Chúa lại đến trong vinh quang, và sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết. Thì người dân, luôn cả người dân Công giáo mình cứ nghĩ rằng là ngày tận thế sẽ đến đó, và Chúa, người chết sẽ sống lại và Chúa sẽ phán kẻ sống và kẻ chết. Nhưng mà Đức Quốc Công á, chia sẻ cho chúng ta đó là không có cái ngày tận thế, là cái ngày chuyển thế mà thôi, chứ không có cái ngày tận thế. Là cái ngày chuyển thế đó là chúng ta chuyển từ thời Hạ Quân qua thời Thượng Quân Thánh Đức. Thì như chúng tôi đã trình bày với đồng bào đó, cái thời Hạ Quân đó là nó chính thức đã kết thúc ngày 6, đúng ra là tháng 11, đúng ra đó là ngày 7 tây tháng 12 năm 2018. Nhưng mà vì cái thế lực đó, lãnh đạo thế giới đó, nó xin Lucifer
gia hạn thêm 3 năm nữa, nên nó kéo dài đến tháng 11 năm 2021. Đó, chỉ vậy mà thôi. Chứ đúng ra là đã kết thúc tháng 12 năm 2018 rồi. Đó là vì Đức Quốc Công khi mà lên nhận trọng nhiệm thủ tướng, nhận trọng nhiệm tổng thống là ngày 11 tháng 11 lúc 11 giờ 11 phút năm 2018. Đó, thì ngài lên nhận, kêu là nhận trách nhiệm của một chính phủ, và cái ngày đó đúng ra là trong cái năm đó đó là cái thời Hạ Quân đã kết thúc, là cái ngày, chúng tôi nhớ là cái ngày 7 hay là ngày 17 đó, chúng tôi sẽ coi lại là ngày 7 hay ngày 17 tháng 12 năm 2018. Nhưng mà không ngờ đó là cái thế lực mà nó cai trị trái đất này nó xin Lucifer gia hạn thêm 3 năm nữa. Đó, nên nó kéo dài cho đến cuối năm 2021. Nên cái ngày 6 tháng 1 năm 2022 vừa qua đó, mấy ngày vừa qua đó, cái tháng vừa qua đó, là tất cả những chính phủ trên toàn thế giới đã bị giải thể. Đã nói như vậy để cho đồng bào dễ hiểu. Và trong năm 2021 vừa qua đó, chúng tôi, họ không có nhắc đến là tháng nào, nhưng họ nói là những cái tháng trong năm 2021 đó, thì Lucifer và ma quỷ, là những ma quỷ là ở đây là nói về là nô lệ của Lucifer đó, đã bị Thượng Đế triệu về. Và luôn cả những thần chết là không còn ở thế gian này nữa, đã triệu về hết rồi. Nên là không còn con, cái linh hồn của con người không còn cai quản, không còn bị quản thúc nữa. Đã phải nói là không còn bị quản thúc để luân hồi, đó, để kêu là tái đi, tái sinh đi, tái sinh lại nữa. Là vì tất cả để bị triệu về rồi. Nên bây giờ chỉ có đi lên mà thôi. Mà đi lên bằng cách nào? Bằng tình yêu thương. Đó là cái thời 5D, là thời tình yêu thương đó. Thì chúng ta thấy đó là nó phù hợp. Nó phù hợp mà nó chính xác đến nỗi đó. Mà trong sấm sử của chúng ta đó cũng có nêu lên cái điều này luôn. Trong cái bài ân điển đó, mà chúng tôi mới ngộ ra thôi. Như cái câu mà chúng tôi đọc nguyên một cái đoạn đi cho nó dễ hiểu. Là ngày Thánh Phước Thiên Ân, quân thần cộng lạc, muôn dân hiệp hòa, thiên không Phật ngự bửu tòa, chư tiên hạ giới, trói loà trần gian. Ở đây chúng tôi nói đó là thiên không Phật ngự bửu tòa, chư tiên hạ giới, trói loà trần gian. Ở đây đó, khi mà chúng ta đọc cái câu này là chúng ta hiểu theo tâm linh vì chúng ta không thấy. Nhưng đây là những vị, kêu là chúng tôi cho là những vị mà sinh linh ở những cái tầng sống cao đó. Đó, thì chúng ta thấy là như chúng ta không thấy họ, thì chúng ta cho là Phật là tiên vì họ đến để làm những cái việc tốt mà. Đó, thì họ đến với Đức Quốc Công trong cái thời đại này đó để giúp, để tiêu diệt ma quỷ. Vì ma quỷ nó cai trị trái đất này từ 75.000 năm nay lận. Và con người bị nó cai quản, nên cái thế lực ma quỷ nó rất là hùng hậu, nó rất là mạnh. Chứ không phải là đơn giản, mà chúng ta cứ nghĩ, thường chúng ta cứ nghĩ là chính tà, nhưng không có đâu. Nó dựa vào trong chính tà đó, nhưng thực sự đó là ma quỷ nó cai trị, nó chia ra làm hai phe. Và chúng ta thấy là cánh hữu và cánh tả. Mà hai cái phe đó, đó là nó tranh quyền với nhau để nó cai trị con người. Chỉ vậy thôi, nó tranh quyền với nhau để nó cai trị con người. Nên cái phe nào thắng đó, là chúng ta thấy, cái phe đó chính nghĩa, nhưng thật sự nó thắng là vì nó thắng được cái quyền cai trị con người mà thôi. Rồi chúng ta thấy cũng vậy thôi. Nhưng chúng tôi nói một cái đơn giản nhất đi ha, để cho quý vị dễ hiểu. Cái thời chiến tranh đệ nhị thế chiến đó, là cái phe cánh phải, là cái phe mà nó kêu là thống lĩnh thế giới. Đó, nó đi gây chiến khắp nơi. Đó là phe cánh phải đó. Nó đi gây chiến khắp nơi, chết chóc khắp nơi. Rồi cái phe cánh trái, nó dụ người đứng lên chống. Phải không? Và khi bây giờ phe cánh trái nó đứng lên chống và nó thắng cái cuộc, thì phe cánh phải phải lui về bóng tối, nhưng không có chết được. Là vì nếu chết là phe cánh trái cũng chết luôn, vì hai tụi nó là phải nương nhờ nhau để sống hết á. Nên cuối cùng rồi đó, là cái phe phải yếu phải lui về bóng tối, và phe trái nó thắng và nó lãnh đạo thế giới.
đưa ra hiến chương Liên Hiệp Quốc thế này thế kia thế nọ, trải qua mấy chục năm, bây giờ phe cánh trái trở thành phe ác. Chỉ vậy thôi, rồi phe cánh phải giờ nó muốn lên, đó, nó muốn dụ người dân đứng lên để chống phe cánh trái. Cuối cùng là như vậy thôi, rồi thắng rồi thì cuối cùng cũng làm gì? Cũng lùi về cai trị tiếp. Và cái này nó lặp đi lặp lại từ 75.000 năm nay rồi, trong tất cả những sắc tộc luôn, không riêng về sắc tộc nào đó. Nên con người bị luân hồi hoài luôn là như vậy đó. Nên nói như vậy để cho đồng bào dễ hiểu. Rồi giờ chúng ta quay lại trong cái thời này đi. Thì chúng ta thấy, thời Chúa Giêsu đi. Thì đó, Chúa mới nói đó là ngày sau ta sẽ quay lại và ta sẽ xây thiên đàng ở hạ giới này. Thì trong kinh Lạy Cha, nếu chúng ta đọc kỹ, chúng tôi nói thiệt, từ xưa đến giờ đó, mình cứ đọc kinh Lạy Cha, đọc hoài, đi nhà thờ luôn mà không đọc đó, thậm chí đọc mấy lần, ngày nào không đọc. Nhưng mà thật sự chúng ta có hiểu gì về kinh Lạy Cha khi mà chúng ta suy ngẫm? Nên chúng ta thấy là Chúa Giêsu nói là ngày sau Ngài quay lại là sẽ xây thiên đàng ở hạ giới này, vì nước Cha dưới đất cũng như trên trời. Vì khi mà Ngài xây thiên đàng ở hạ giới này thì đâu có cần con người phải tái sinh nữa. Đó là một việc, đó là một điều. Thêm một điều nữa đó, là trong Thánh Kinh có nói, như chúng tôi muốn nhắc lại thêm một lần nữa để cho ai trong đạo Công giáo hiểu được cái điều này, là trong Kinh Thánh nói đó, là ngày sau khi Chúa Giêsu đến thế gian lần thứ hai là Ngài sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết. Phải không? Và chúng ta nghĩ cái ngày đó là ngày tận thế, nhưng không phải. Cái ngày đó là ngày chuyển thế, vì chúng tôi đã cho đồng bào biết rồi là thần chết Lucifer và nguyên một cái đại đội mà cai quản trái đất, luôn cả thần chết trong đó, đã bị chịu về nguồn, tức là chịu về nơi của Thượng Đế dựng nên. Nên hiện tại không có ai cai quản linh hồn nữa đó, nên linh hồn không có cần tái sinh đi tái sinh lại nữa. Và tất cả những linh hồn trong địa ngục có thể đã bị phóng thích đó, và họ phải đi tái sinh lại lần cuối cùng. Thì có phải bây giờ nếu mà họ tái sinh lại lần cuối cùng đó, là có phải là họ sinh lại và lớn lên trong cái thời Thượng Nguyên Thánh Đức không? Nên đâu cần tái sinh lại đâu. Thì chẳng khác nào là Chúa đã phán xét rồi đó, và Chúa đã tha tội luôn cả cho những người ở trong hỏa ngục đó, mà đã bị Lucifer nó cầm tù ở trong hỏa ngục đó, là Ngài phóng cho là phóng thích hết, vì con của Thượng Đế đã xuống thế lần thứ hai, đó là Đức Quốc Công Tổng thống Đàm Minh Quân. Vì chúng ta thấy đó, trong Sấm Ký đó có nói rõ luôn đó, chúng tôi đọc thêm một đoạn nữa để quý đồng bào biết, là ngày Thánh Phước Thiên Ân, quân thần cộng lạc, muôn dân hiệp hòa, thiên không Phật ngự bửu tòa, chư tiên hạ giới chó là trần gian, là ngày ta giáng Long An, mừng cho tân chúa dẹp tan họa trần, hai bên hồng điển thiên thần, quỷ vương quỳ mọt không cần xiền gông, khai ân chúa thả về sông, tội kia dương thế lập công đền bù, đức cao đã vén mây mù, gió hòa mưa thuận căn tu tỏa đầy, đến thầy còn phải phục thay, tân dân muôn kiếp người ngay tịnh thiền. Đó, đó là thuyết tân dân muôn kiếp luôn, có nghĩa là muôn kiếp là từ giờ trở đi là không có cái việc mà tái sinh nữa, là tân dân muôn kiếp người ngay tịnh thiền, là chỉ có là trở thành những người thương nhiều hay thương ít mà thôi. Chúng tôi nói như vậy chứ chúng ta không có thể thương đồng đều này kia nọ, vì chúng ta phải học đó, nhưng mà thương nhiều hay thương ít mà thôi. Nên tân dân là thuyết tân dân chủ mà Đức Quốc Công đã, Mặc Khải đã đưa ra cho chúng ta từ năm 87 lận. Tân dân muôn kiếp người ngay tịnh thiền, độ trì hoằng pháp tam thiên, đại an ba cõi thông viên ý trời, minh quân hiện thế cứu đời, hưng quang đạo pháp như lời thánh thư. Đó, chúng ta thấy chưa? Cái đoạn này là nói là cái thời Hạ Quân đã kết thúc, và trong cái thời Thượng Quân là đại an tới ba cõi luôn, là cõi thiên, cõi trái đất này và cõi địa ngục đều là đại an hết, vì con người đâu cần phải bị đọa địa ngục nữa đâu, nên không còn những cái việc đó nữa. Thì có phải là cái thời Thượng Quân đã đến và chỉ rõ ra cho chúng ta ai đã đến để xây dựng cái thời Thượng Quân Thánh Đức, đó là Đức Quốc Công. Rồi chúng tôi xin giảng về cái thời đại của Đức Quốc Công cũng rất là đặc biệt. Thì của thời Chúa Giêsu đó, là chúng ta thấy đó là khi Chúa Giêsu xuống thế là Ngài phải đi chọn 12 tông đồ đó, và
có ông có kiến thức có ông viết, có ông mà viết đạo công giáo có, là ông Phaolô đó, là ông đó là ông chuyên đi đi bắt người người theo đạo đó, nói vậy theo theo Chúa đó, đó và có những ông thánh thì có ông có học, có ông không có học, thì những cái ông này đó, Chúa chọn là để gì? Để mấy ông đi theo Chúa để mắt thấy tai nghe và cuối cùng giảng lại cho người dân bằng mắt thấy tai nghe, chỉ vậy mà thôi. Cái quan trọng là như vậy mà thôi. Chứ mấy ông đó đâu có khả năng đâu. Mấy ông đó là khi mà Chúa Giêsu mà trước khi Chúa Giêsu chết, mấy ông đó mà đi theo Chúa mà còn khi mà bị quân Philato tới bắt Chúa, mấy ông đó còn chạy xúc quần, trốn chui trốn nhủi. Đến nỗi chỉ còn có ông Phêrô là ông mà kêu là lãnh đạo đó, mà khi mà giống như là đi theo toàn tay bên Chúa đó, mà ai mà hỏi ổng cái là ổng chối Chúa, mà ổng chối đến 3 lần trước khi gà gáy, mà Chúa đó, Chúa Giêsu đã nhắc ổng rồi đó, là trước khi gà gáy là con chối ta 3 lần đó, nói cho ổng biết trước luôn. Ông nói không có đâu, làm gì có chuyện đó. Nhưng mà cuối cùng rồi đó, khi mà ổng chối lần thứ 3 đó là con gà gáy. Nó nói như vậy để cho quý vị biết là Chúa chỉ chọn mấy cái ông đó là để đi giảng cho người dân biết là tai mắt thấy tai nghe mà thôi. Đó, và cuối cùng rồi làm gì? Ông Phêrô dựng lên hội thánh, đó là dựng lên đạo công giáo đó, rồi bắt đầu xây chùa, xây nhà thờ khổng lồ đó như Vatican này kia, rồi cuối cùng ma quỷ leo lên ngồi. Y chang như đạo Phật đâu có gì khác đâu, nó thống trị từ trên xuống dưới luôn. Rồi cuối cùng có đi làm giống người công giáo, có đi làm những gì giống như Chúa làm không? Có tìm ra được một người công chính không? Người công giáo đâu còn người công chính đâu. Nếu người công chính mà sao, tại sao thấy cộng sản nó giết hại người dân này kia nọ mà ai cũng câm như hến vậy? Chúng tôi không phải nói chỉ đồng bào Việt Nam, chúng tôi nói luôn cả những người công giáo, người Việt trên toàn thế giới đó, có đứng lên chỉ trích cộng sản rồi này kia nọ đâu. Có thấy không? Hay là chỉ thấy chống chống, hù toa rập với nó, chống 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 vậy thôi. Chứ thật sự đâu có đâu. Là vì Chúa đã nói rồi, chúng mình cứ đem những cái dụ ngôn của Chúa ra và những cái gì mà Chúa đã làm đó, đó như những người như Chúa đốt sạch cái thành Sodom đó, vì không tìm ra một người công chính. Chúng tôi nói là người công chính thôi chứ không phải người ác. Vì đó, chúng tôi đã trình bày với đồng bào đó, cái ác nó không có giết được nhân loại. Mà những người thấy cái ác mà không lên tiếng đó, đó là những người đã giết đi cái đạo đức mà Thiên Chúa dựng nên con người đó. Chứ không phải là cái ác. Vì cái ác đó, nó có ác mấy con người cũng đứng lên chống đó. Nhưng mà khi con người thấy cái ác hoặc là thấy cái sai mà không đứng lên nữa, không giống là làm lơ đó, là lúc đó là con người đã đi vào diệt vong đó. Vậy chúng ta hãy nhìn thấy những cái viễn cảnh trên toàn thế giới. Bây giờ chúng ta nói, đừng nói thế giới nó lớn rộng quá, nói đất nước Việt Nam chúng ta đi. Chúng ta thấy những người đi nhà thờ đọc kinh theo Chúa mà thấy những cái sai mà không đứng lên, vì họ sợ cái gì? Anh sợ chết phải không? Đó, anh sợ chết thì anh đâu có vào nước trời được đâu. Chúa đã nói rõ cái điều này rồi, trong kinh thánh rồi, và anh tốn thời gian đi nhà thờ để làm gì? Phí, phải không? Những thời gian đó đi làm chuyện khác. Vì có đi nhà thờ mà sợ chết, mà thấy những gì sai trái mà không dám đứng lên là đâu có vào nước trời được đâu. Đây là chúng tôi chỉ dựa vào những cái gì mà trong kinh thánh nói, chúng tôi nói lại nhắc nhở thôi, và không phải nhắc nhở về công giáo, về những đạo công giáo, mà chúng tôi nhắc nhở luôn cả cá nhân chúng tôi, vì chúng tôi cũng là đạo công giáo. Đó là chúng tôi nhắc nhở chung cho chúng ta luôn, để chúng ta thấy ra được những gì mà Thiên Chúa, Chúa Giêsu dạy cho chúng ta. Bởi vì mình thấy những gì Chúa làm thì mình phải nhìn vào những gì Chúa làm, chứ mình không có phải tin vào hội thánh. Không? Nhưng bây giờ nó đạo công giáo nói cái gì ra cũng hội thánh dạy, không đi ngược lại hội thánh. Với hội thánh đi sai khỏi hội thánh là đá ra khỏi đạo công giáo, đâu có đúng đâu. Chúa đâu có nói cái điều đó đâu. Vậy đạo vị hội thánh là gì? Cuối cùng hội thánh xây nhà thờ cho bự vô, vàng bạc bao nhiêu của cải đó là lấy hết, đó lấy hết của người dân. Rồi cuối cùng rồi đó, người dân chúng ta thấy sống điêu linh trên toàn thế giới, còn Vatican thì vàng là khỏi nói. Vậy cuối cùng Vatican là cái nơi gì? Là cái nơi
cái ổ chứa ma quỷ, phải nói thẳng là như vậy luôn. Nhiều khi chúng tôi là đạo Công giáo mà nói ra, nhiều khi đó, những người mà họ cuồng tín họ sẽ thấy, nhưng mà hãy suy nghĩ lại những gì mà chúng tôi nói đó. Trong khi nhân sinh trên toàn thế giới đang điêu linh, đói khổ, bị ma quỷ cai trị, mà cuối cùng rồi đó là Vatican là vàng là khỏi nói luôn đó. Chúng tôi nói cho quý vị biết đó, vàng mà Hoa Kỳ mà họ vào Vatican mà họ chở đi đó, là nói về chiếc máy bay mà quân sự C-130 đó, chở đi 60 lượt đó, còn chưa hết nữa. Trong khi đó biết bao nhiêu người dân trên toàn thế giới đói khổ như thế nào. Ủa, Chúa dạy giữ vàng hả? Chúa thì mặc áo vải, còn mấy ông trên đó mặc áo lụa, chân thì đi hài tiền, một cái đôi giày của mấy ông đó là nói về cái ngàn đô, chứ không phải là bình thường. Ủa, Chúa dạy mấy ông đó như vậy sao? Vậy chúng ta nhìn mấy cái gương của ông đó, bảo đảm đi xuống địa ngục là cái chắc rồi. Đâu cần phải nhiều đâu, đâu cần phải nói hụt toẹt ra đâu. Nhiều khi nói ra rất là đau lòng, nhưng mà thực sự bao nhiêu người thực sự nhìn ra được cái điều này? Đó, chúng tôi chỉ đưa ra, chúng tôi thấy được, chúng tôi đưa ra, và tất cả chúng ta tùy theo mỗi người để nhận thức. Rồi bây giờ chúng ta nói đến Đức Quốc Công. Chúng ta thấy đó là dân tộc chúng ta đó là bị ma quỷ, nó dùng những cái thủ đoạn rất là tinh vi và nó diệt chủng dân tộc Việt Nam chúng ta. Và trong cái chiến tranh Việt Nam đó, là chúng ta thấy rõ nhất là vì nó xâm nhập vào đất nước Việt Nam chúng ta, ma quỷ nó xâm nhập vào đất nước Việt Nam chúng ta, nó thừa cơ hội. Và đương nhiên ma quỷ mà chúng tôi nói nhiều cái, sau này quý vị sẽ thấy, sau này mà khi Đức Quốc Công lãnh đạo đất nước Việt Nam, lãnh đạo thế giới, có nhiều cái việc về lịch sử Việt Nam, và chúng tôi lúc đó sẽ có thể phải giải thích cặn kẽ hơn về những cái công nghệ AI, đó là về cái công nghệ mà Artificial Intelligence đó. Thì chúng ta thấy là ma quỷ đó, là nó phải lựa một cái tên như là Nguyễn Ái Quốc. Và khi nó lựa tên, những tên Nguyễn Ái Quốc á, thì nó dùng cái công nghệ bóng tối đó, nó đưa ra một cái thằng y chang như Nguyễn Ái Quốc, đó là thằng siêu cung lĩnh đó. Nói như vậy để làm gì? Để xâm nhập vào đất nước Việt Nam chúng ta, lợi dụng cái tình thế của đất nước Việt Nam chúng ta hỗn loạn về chính trị. Vì đất nước Việt Nam chúng ta đó là bị Pháp cai trị đó gần cả trăm năm, đô hộ gần cả trăm năm. Sau đó đó là Nhật vào đó cướp nước Việt Nam chúng ta, bóc lột dân tộc Việt Nam chúng ta, mà nó tàn ác hơn Pháp nữa, nên nó đánh đuổi Pháp văng ra ngoài, chạy qua Đông Dương. Đó, và cuối cùng sau cái đệ nhị thế chiến thì Pháp quay lại, và đương nhiên là trong đó, trong cái thời đó là cái tên siêu cung lĩnh tên Hồ Chí Minh nó đã vào trong đất nước Việt Nam của chúng ta rồi. Và cuối cùng là ma quỷ nó làm gì? Nó dụ dân tộc Việt Nam chúng ta. Và cuối cùng cái kết quả thì chúng ta thấy rồi, là dân tộc chúng ta chém giết nhau. Không, một cái dân tộc đại hòa, một cái dân tộc thông minh mà lại đi chém giết nhau. Rồi cuối cùng rồi đó, đâu có đoàn kết đâu, cuối cùng là phải chạy bốn phương tám hướng. Bởi vì người Việt mới đi tị nạn khắp nơi. Nhưng mà cái này đó là ma quỷ nó tính toán như vậy. Nhưng mà nó cũng không có chạy khỏi cái lòng bàn tay của Thượng Đế. Nó có một cái điều, chứ có những cái điều hay mà khi mà chúng ta nghĩ ra nó bất ngờ lắm. Là vì chúng ta thấy đó là ma quỷ thì nó muốn tiêu diệt dân tộc Việt Nam chúng ta. Tận gốc rễ luôn. Vì dân tộc chúng ta là một dân tộc đại hòa, một dân tộc biết tôn thờ Thượng Đế, và có những cái bài học để tuân thủ những cái điều của Thượng Đế đặt ra, là thất tùng thiết thành tư tâm giả đó. Và chúng ta thấy đó là dân tộc chúng ta, là nhà nào hồi xưa chúng ta nhớ là đều có cái bàn thờ thiên ở ngoài trời đó, là chúng ta thờ Thượng Đế, phải không? Nên ma quỷ nó phải tìm đủ một cách tiêu diệt dân tộc Việt Nam chúng ta, vì nó biết, nó cai trị, nó biết mà. Nên cuối cùng nó làm cho dân tộc chúng ta không có đoàn kết, và không đoàn kết là phải chạy bốn phương tám hướng. Là vì nó biết được, nếu mà dân tộc chúng ta mà ngộ ra được, mà biết được là cái thằng Hồ Chí Minh là cái thằng tàu đi, thì dân tộc chúng ta đoàn kết. Mà khi dân tộc chúng ta đoàn kết thì đương nhiên nó diệt chủng không có được. Là vì nó đã thử rồi, từ cái thời của quân Mông Nguyên rồi, khi mà nó qua nó xâm chiếm đất nước Việt Nam chúng ta, thì một đất nước nhỏ như vậy, ít dân như vậy, mà khi đoàn kết thì dân tộc chúng ta sẽ chống lại một cái thế lực hùng mạnh nhất thế giới thời bây giờ.
phải không? Nên nó phải làm sao trong cái thời hạ quân nó phải diệt chủng dân tộc chúng ta bằng được. Nên chúng ta thấy không? Là dân tộc chúng ta phải chạy đi bốn phương tám hướng một phần nhỏ thôi. Còn đại đa số dân tộc chúng ta là bị ma quỷ, là cái Cộng sản Việt Nam nó cai trị. Nó bóc lột, nó diệt sau cái 30 tháng 4 đó. Nó diệt biết bao nhiêu những chú bác trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và hồi xưa đó, chỉ có những chú bác trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa là có học thôi. Chứ mấy thằng Cộng sản ngoài kia nó đâu có học đó. Phải không? Cái thằng học cao nhất của nó đó, chừng lớp 3, lớp 4, chỉ có vài người học đại học ở nước ngoài đó, hoặc là đậu những cái bằng cấp khoa bảng ở nước ngoài rồi về đó bị nó thuyết một cái cũng đi theo mấy thằng dốt. Đó, đi theo mấy thằng dốt luôn. Nên cuối cùng rồi những cái khoa bảng nó cũng dốt như mấy thằng Cộng sản thôi. Nên cuối cùng làm gì? Dân, cả dân tộc chúng ta bị ma quỷ cai trị. Phải không? Chỉ có một phần đó, là chạy được ra khỏi đất nước và bám trụ được bốn phương tám hướng trên thế giới. Và cuối cùng á, là bắt đầu mới sinh sôi nảy nở trên thế giới. Và cái hay ở đây đó là giống như chúng tôi thấy có một cái sự đặc để của Thượng Đế để cho dân tộc mình á, phải tản đi trên thế giới. Đó, và không những tản đi và sinh sôi nảy nở và bắt đầu mới không những là biết được cái tiếng mẹ đẻ mà biết được luôn cả tiếng ngoại ngữ của những cái nước đó. Đó, những cái nước mà họ ở, như chúng tôi ở Úc này chúng tôi biết tiếng Anh, những người ở Pháp biết tiếng Pháp, những người ở Đức biết tiếng Đức, những người ở Na Uy biết Na Uy, những người ở những cái nước nào mà nói những cái nước địa phương đó họ đều biết hết, cứ như tiếng sở tại đó. Để làm cái gì? Cái quan trọng ở đây là chúng ta đặt ra để làm cái gì? Nó hay là ở cái chỗ đó là phải đúng cái thời điểm đó, phải đúng cái thời điểm chín mùi là những cái công ước giữa Thượng Đế và ma quỷ nó kết thúc. Thì lúc đó đó là con của Thượng Đế mới xuống thế một lần nữa. Đó là Chúa Giêsu đã nói trước cho con người biết là ngày sau sẽ Chúa sẽ đến và xây thiên đàng ở hạ giới. Nhưng mà Chúa đến cũng rất là đặc biệt. Trong sám ký mình thì đã nói rồi, thế gia mượn xác lưu hương, kỳ hưng nhập thế tha phương nam kỳ, là Chúa sẽ xuống thế ở một cái gia đình của các ông thế, ông tinh thế đó. Là thế gia, là một cái gia đình của ông tinh thế. Thì có phải thân phụ của Đức Quốc Công là của ông Đào Thế hay không? Chúng ta thấy không? Nó có thấy là chính xác đến 100% không? Rồi chưa nói đó, trong ngôn ngữ của chúng ta, thế gia là một gia đình rất là nổi tiếng, một gia đình thân thế. Vậy, xuất thân của Đức Quốc Công là hậu duệ của Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo. Thì có cái thế gia nào, có một cái thân thế của một cái gia đình nào mà lớn hơn Đức Thánh Vương Trần Đạo? Trong khi đó, dân tộc chúng ta tôn thờ Đức Thánh Vương Trần Đạo còn hơn tất cả những vị vua nữa. Là vì sao? Là vì Ngài ngăn chặn được cái diệt chủng của dân tộc Việt Nam chúng ta đứng trước cái họa bị diệt chủng của quân Mông Nguyên. Nên dân tộc chúng ta tôn thờ Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo vì ba lần Ngài đã đánh bại cái âm mưu mà ma quỷ nó muốn tiêu diệt cái dân tộc Việt Nam chúng ta. Đó, nên dân tộc chúng ta tôn thờ Đức Thánh Vương Trần Đạo còn hơn tất cả những vị vua nữa. Nên nói đến Đức Thánh Vương Trần Đạo ai cũng biết hết. Vậy Thượng Đế lựa một gia đình để cho con của Ngài xuống thế ở một cái gia đình, vô một cái gia đình của cái ông nó tinh thế, là một gia thế, là đó là cụ ông Đào Thế. Và cái gia đình đó là phải gia đình danh giá, như là thân thế nữa. Thì chúng ta thấy có phải là Thượng Đế đặc biệt ân điển đến dân tộc Việt Nam chúng ta không? Chúng ta suy nghĩ đi. Nhưng mà có một cái hay đó, mà để cho khi mà con của Ngài xuống thế đó, và những gì Đức Quốc Công làm, thì tất cả người nào cũng có thể làm được. Là vì sao? Là vì khi Đức Quốc Công xuống thế đó, là Ngài sinh vào một gia đình thân thế, một gia đình, một cụ ông tên Thế. Nhưng mà cái vấn đề là Đức Quốc Công là một người bị bệnh suyễn kinh niên luôn. Có nghĩa là người lúc nào cũng yếu ớt đó. Bị bệnh suyễn, quý vị biết ai mà có con bị bệnh suyễn kinh niên mỗi lần mà lên cơn, chúng tôi nhớ đó. Hồi xưa mà chúng tôi còn nhỏ đó, khi mà đi kinh tế mới, mà ba chúng tôi đi xuống cái vùng xứ Nghệ đó, chúng tôi quen một cái là hồi nhỏ mà, mình có quen một hai cái đứa, anh em sinh đôi, mà trong hai anh em sinh đôi đó có một đứa nó bị bệnh suyễn rất là nặng. Suyễn rất là nặng là khi mà nó lên cơn á, là nó ngồi mà nó thở giống như là nó hả hết miệng ra mà nó hút hơi vô vậy đó. Là hít hà hít đà mà cái bụng của nó là nó phải thóp vô ấy ra để nó hít hơi vô đó. Nó bị nặng như vậy đó. Và chúng ta thấy Đức Quốc Công bị bệnh suyễn kinh niên luôn.
Và Tiếu Công sinh ra ở cái thời loạn lạc, chiến tranh loạn lạc, lúc đó nó ma quỷ, nó đang lợi dụng dân tộc Việt mình để diệt dân tộc Việt mình, dùng củi đậu nấu đậu, dùng người Việt giết người Việt. Và Đức Quốc Công sinh ra ở cái thời loạn thế. Và Đức Quốc Công lại là một người bị bệnh kinh niên luôn, mà ngài thấy cái viễn cảnh đó của đất nước. Đó mà năm 16 tuổi là ngài đã ý thức ra được, và ngài đã mượn giấy khai sanh của người em, của người anh, để tham gia vào biệt đội My Force ở Sơn Trà. Thì chúng ta suy nghĩ đi, ở Đà Nẵng đó, thì chúng ta nghĩ đi, 16 tuổi. Vậy chúng ta thấy ở dân tộc Việt Nam chúng ta có bao nhiêu người 16 tuổi có cái lòng yêu nước đó? Chúng ta thấy là lịch sử chúng ta ở thời nhà Trần có Trần Quốc Toản. Rồi bây giờ chúng ta cũng là hậu duệ của Đức Thánh Vương Trần Đạo, chúng ta có Đức Quốc Công. Vậy Đức Quốc Công, một người bệnh suyễn kinh niên mà còn biết được cái vận nước, khi mà vận nước bị ma quỷ tôi là đưa dân tộc mình đi đến cái việc chém giết lẫn nhau, thì ngài cũng đứng ra cũng muốn làm một người trai ở thời loạn. Vậy chúng ta thấy tất cả những người dân như bây giờ mình nói, đừng nói 16 tuổi dưới tuổi, vậy chúng ta thấy biết bao nhiêu sinh thanh niên ngày kia nọ bây giờ làm được gì ở cái lứa tuổi đó, hoặc là ở lứa tuổi 18-20, chúng tôi thậm chí cho đến 25 đi, có cái dũng khí đó không? Nếu không có thì hãy bắt chước Đức Quốc Công. Không, vì ngài xuống thế là bởi một cái người rất là yếu ớt, bị bệnh suyễn kinh niên luôn, mà có cái dũng khí để đi làm những cái việc phi thường như vậy trong cái thời loạn lạc. Rồi tất cả những gì mà ngài trải qua thì trong tiểu sử chúng ta cũng đã biết và chúng tôi cũng đã trình bày rồi. Nên tất cả là vì chúng ta không làm, hoặc chúng ta không dám làm, hoặc một cái hình thức nào đó, chứ chúng ta không phải là không làm được. Đức Quốc Công đứng đối đầu, đứng lên lãnh đạo chính phủ, là đối đầu trực diện với ma quỷ. Vậy quý vị nghĩ Đức Quốc Công không sợ sao? Không sợ chết, không sợ này sao? Ngài cũng sợ chứ, nhưng mà ngài sợ nhưng mà làm, chứ không phải là sợ mà không làm. Và chúng ta thấy đó là khi ngài qua Mỹ bằng hai bàn tay trắng, phải bỏ thời gian ra đi học, lo gia đình, đấu tranh, làm kinh doanh. Chúng ta cứ nghĩ đi, một ngày đó, hạn hiện bây giờ nè, chúng ta chỉ làm một ngày ăn ba bữa thôi. Đó, làm mỗi gia đình chúng ta chỉ làm chăm noi, lo gia đình chúng ta chỉ lo cho ba bữa cho gia đình thôi, con cháu trong gia đình thôi, vợ con trong gia đình thôi. Chúng ta cũng đã thấy mệt học hơi rồi, phải không? Mà đề Đức Quốc Công qua ở cái thời điểm đó, ngài phải vừa lo gia đình, vừa phải đi làm, vừa phải đi đấu tranh, rồi vừa phải lo kinh tế nữa, làm kinh tế nữa. Vậy chúng ta nghĩ thời gian ở đâu? Thì chúng ta làm 8 tiếng, nhưng mà Đức Quốc Công phải làm hết như vậy thì ngài tận dụng cái 24 tiếng đó, thì có thể một ngày ngài ngủ rất ít. Không, thì ngài mới đạt được như vậy. Và cuối cùng á, là trong vài năm vỏn vẹn thôi, ngài trở thành triệu phú. Không, rồi khi trở thành triệu phú rồi bắt đầu hả, là đứng lên lãnh đạo, giống như là cơ hội đưa đến và ngài đứng lên lãnh đạo một chính phủ. Ngài là triệu phú, đứng lên lãnh đạo chính phủ, tiền tài danh vọng, cái gì ngài cũng có đó. Rồi cuối cùng á, ngài từ bỏ hết, cũng giống như Đức Phật vậy. Ngài từ bỏ hết tiền tài danh vọng, lấy hết tất cả tài sản của mình, bán hết để đi giúp cho 17 đồng bào trên 17 trại tị nạn. Rồi cuối cùng ngài phải đi vào trong sa mạc, bỏ vợ con ở lại. Lúc đó phu nhân và con của ngài còn rất là trẻ, rất là nhỏ, nhưng ngài bỏ lại. Đó rồi cuối cùng trải qua mấy chục năm. Nhưng mà chúng tôi thấy đó là trước khi mà Đức Quốc Công đi vào trong sa mạc, hoặc là trước khi Đức Quốc Công mà bắt đầu ở luôn trong sa mạc đó, thì những gì mà Đức Quốc Công làm đó, chúng tôi nghĩ là đã được Thượng Đế sắp đặt
đưa, giống như là đưa đẩy cái hoàn cảnh, là đến đó là Đức Vũ Công phải gánh. Nhưng mà cái con đường khi mà Ngài vào trong sa mạc đó, và lúc đó Ngài phải trải qua sống chết đó, thì lúc đó chúng tôi mới nghĩ là Ngài mới nhận thức ra mình Ngài là ai. Cũng giống như Đức Phật đó, hồi xưa đó, là khi Đức Phật mà đi tìm một cái con đường mà để cứu con người đó khỏi, thoát khỏi cái việc mà tái sinh đi tái sinh lại đó, là Đức Phật phải đi tìm rất là nhiều, phải không? Phải tốn rất là nhiều thời gian. Nhưng mà khi mà sau khi 49 ngày mà ngồi ở dưới gốc Bồ đề đó, mà để chứng quả, mà để bị chết đi sống lại đó, thì lúc đó đó là Đức Phật mới giống như là thành Phật, và mới chỉ ra cho con đường cho con người để làm sao để tu giống như Ngài. Và Chúa Giêsu cũng vậy thôi. Chúa Giêsu cũng có một cái thời, khoảng một thời gian là 40 ngày đi vào trong sa mạc. Đó là để thiền định và để cầu nguyện với Chúa Cha. Thì Đức Quốc Công cũng vậy thôi. Cái hoàn cảnh đưa đến là tự đến cái lúc đó, con đường duy nhất đó là Đức Quốc Công mới phải đi vào trong sa mạc. Vì Ngài không còn con đường nào khác. Vì trong cái thế trận đó, nó rất là đặc biệt. Vì trong cái thế trận là hai bên đấu đá nhau. Đó, nên cuối cùng rồi đó là muốn mà để cho bên phải hay bên trái mà giúp chính phủ mình đó, là phải tùy vào cái khoảng thời gian, nên Ngài phải chờ đợi đó, nên cũng chẳng biết là ngày mai sẽ ra sao đó. Chúng tôi nghĩ như vậy. Chúng tôi nghĩ mãi đến khi mà Ngài vào trong sa mạc và Ngài phải trải qua sống chết, thì lúc đó Ngài mới biết được là mình là ai, và sau đó Ngài mới thấy ra được những cái việc mà tương lai. Đó, nên Ngài mới sắp đặt những cái việc tương lai đó, là nó sẽ đến như thế nào. Thì bây giờ đó, nó hiện ra hết cho chúng ta thấy đó. Nên cái con đường duy nhất là Đức Vua Công sẽ lên ngôi Hoàng đế. Để gì? Để chấm dứt hết tất cả những cái việc mà bên trái và bên phải, phải không? Đấu đá với nhau. Khi Đức Quốc Công lên ngôi Hoàng đế, dân tộc chúng ta mới đại đoàn kết và quy về một mối. Còn bây giờ đó, chúng ta thấy không? Cộng sản nó dựng nên dân chủ cụi. Chúng ta biết bao nhiêu phong trào dân chủ cụi. Chúng ta theo ai? Đâu theo ai được đâu. Đâu biết ai mà theo. Nhưng mà khi mà có một người, một vị Hoàng đế để lên lãnh đạo đất nước, thì tự nhiên là tất cả đều phải quy phục hết. Và sau này đó, chúng tôi nói bây giờ đó, là khi Đức Quốc Công lên ngôi Hoàng đế là sẽ quy phục được đất nước Việt Nam, tất cả sẽ quy tụ lại thành một, là đại đoàn kết dân tộc. Lúc đó Cộng sản sẽ tan rã. Tất cả Việt gian không còn một con đường nào hết. Một cái mưu lược mà Đức Quốc Công dâng ra, mưu lược vườn không nhà trống đó, chúng tôi nói là bắt từ con rồng tới con ruốc luôn mà. Nhưng cái vấn đề đó là Ngài bắt để làm gì? Không, đến nỗi đó mà chúng ta thấy trong Sám Ký đó, quỷ vương mà Ngài còn tha, quỷ vương quỳ mọp không cần xiềng gông, khai ân Chúa thả về sông, tội kia dương thế lập công đền bù. Nên Đức Quốc Công đâu có muốn giết những người đó đâu. Đức Quốc Công huấn luyện cho chúng tôi đó, Ngài chỉ đi bắt những tên đầu sỏ thôi. Mà đầu sỏ là những tên nào? Nguyễn Phú Trọng Đức Quốc Công cũng cho là không phải là đầu sỏ, là vì bắt Nguyễn Phú Trọng này, Nguyễn Phú Trọng khác lên. Bắt tên Tô Lâm này, tên Tô Lâm khác lên. Bắt tên Tập Cận Bình này, Tập Cận Bình khác lên. Vậy những cái tên mà lãnh đạo ma quỷ như bây giờ, như chúng ta biết, Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm, Tập Cận Bình cũng không phải đầu sỏ. Mà Đức Quốc Công chỉ đi bắt đầu sỏ là chúng ta biết là Ngài muốn đi bắt ai rồi. Chúng ta đâu có cần phải suy nghĩ nhiều đó. Vì khi mà bắt được những tên đầu sỏ đó thì tất cả là ở dưới là nô lệ tan rã hết. Phải không? Tan rã hết, vì nó đâu còn cái nguồn mà kêu nhận lệnh trên đó. Bây giờ Tập Cận Bình cũng ngồi phong trực ở bên cái phone chờ lệnh trên. Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm cũng ngồi cầm cái phone trực chờ lệnh trên. Phải không? Mà tối nào tên nào cũng ngồi chờ lệnh trên hết. Bây giờ Đức Quốc Công đi bắt thằng lệnh trên rồi. Xe tới, xe mà kêu xe màu đen tới chở đi và không có ngày về luôn. Không? Nên mấy thằng đó đâu còn lệnh trên nữa đâu mà chờ. Vậy bắt mấy thằng đó để làm gì?
cũng tha hết để cho nó lập công đền bù. Nhưng mà tại vì mấy cái thằng cộng sản á, nó ác quen rồi. Đó. Đây là chúng tôi nói cho những anh cộng sản biết đó. Là những anh cộng sản ác quen rồi nên cứ hay lấy bụng ta suy bụng người. Không? Đức Quốc Công á, đã mở lời. Mà Đức Quốc Công nói một khi mà Đức Quốc Công đã mở lời là Đức Quốc Công không có bao giờ nuốt lời. Vì người quân tử đâu có bao giờ nuốt lời, mà cộng với Đức Quốc Công là con của Thượng Đế nữa. Nên nói tha là sẽ tha, chứ không có phải như những cái tên ma đầu, mấy tên mà đi theo ma quỷ đó, không có luật gì hết á. Đó, nói xong nuốt đó. Bao nhiêu cái việc mà cộng sản hứa với người dân sau khi mà cướp được chính quyền xong, những có thực thi những cái hứa đó không? Không, mà nó còn ác hơn gấp 10 lần. Phải không? Nên á, nó hay lấy bụng ta suy bụng người lắm. Nhưng mà Đức Quốc Công đã nói lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng mà không nghe. Thì khi mà đến cái ngày mà ngài bắt thì phải chịu thôi. Vì cái con đường đó là con đường người cộng sản kêu là chọn. Vì Thượng Đế đó cho tất cả cá nhân mỗi người ác hay không ác không có quan trọng, mỗi người tự chọn và phải chịu trách nhiệm với cái chọn của mình đó. Nhưng riêng với những người ác, nhắc đi nhắc lại nhiều lần, đừng có theo ác, hãy bỏ cộng còn việc, việc không giết việc, hãy bỏ cộng còn việc, hãy tha cho đồng bào mình. Nói tới nói lui rất là nhiều lần, nhưng mà không nghe thì đến cái ngày đó phải chịu thôi. Lúc đó đừng có khóc năn nỉ ý ôi, không có chuyện đó đâu. Những cái người tinh binh mà đi bắt những cái tên mà đầu sỏ đó, có nghe tên nào khóc không? Đâu có đâu. Đi là không có ngày về luôn. Bởi vậy những cái tên như là Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm đó, những cái tên Tập Cận Bình, nó cũng cầm cái phone mà nó ngồi nó chờ thôi. Phải có lệnh trên nó mới làm, còn không có lệnh trên nó loạn đó. Và tất cả những cái tên mà trên thế giới hiện nay cũng vậy thôi, là đang ngồi chờ cái phone không, để nghe hiệu lệnh. Nhưng mà đâu có hiệu lệnh nào nữa đâu, tất cả bị nấm cỏ hết rồi. Nên bây giờ nó chỉ theo cái kế hoạch trước đặt ra, nên nó làm nó loạn xạ hết lên, không? Bởi vậy tên nào phán ra xong á, là giống như là nó đâu có kế hoạch, nó phải đi theo kế hoạch trước, chứ nó đâu có lãnh đạo nữa đâu, nó đâu có người mà chỉ huy nữa đâu, nó đâu có người mà ra lệnh cho nữa đâu. Nên nó làm là loạn cào cào á, và bên này đá bên kia đủ thứ đó. Và cuối cùng rồi nó lộ ra hết, không? Và người dân mới thấy là bây giờ những thằng chính trị gia toàn nói xạo nói láo hết, không? Vừa nói ra nuốt xong rồi phun ra liếm lại đủ thứ đó. Nên người dân bây giờ đâu còn tin tưởng nữa đâu. Nhưng mà cái việc nó đến, cái việc mà sắp đặt của Thượng Đế là phải như vậy thôi. Là vì mấy thằng ma quỷ giờ nó không muốn đi nữa, là tự nhiên tới đó nó cũng nói xạo ra để cho người dân thấy là cái thằng ma quỷ. Phải nói là như vậy đó. Những cái thằng mà ma quỷ đó, tự nhiên đó, đến cái thời điểm đó nó phải nói ra đó, để cho người dân biết được nó là ma quỷ, mà nó không có giấu được. Và nó không muốn đó, tự nhiên nó đứng nó nói một hồi đó, là nói tào lao ra, bắt đầu nói xạo ra hết. Đó, chúng ta thấy bây giờ người ta mới đầu mỗi lần nói ra thì có truyền thông quay lại. Bởi vậy những tên lãnh đạo bây giờ đó mà đang nói bây giờ đó, họ chỉ cần ngược lại như là vài tháng trước hoặc là một năm trước là hai cái lời nói là đi nghịch nhau 180 độ. Tại sao như vậy? Là vì tới cái thời điểm đó tự nhiên nó đứng nói là Thượng Đế cho toàn nói ra rồi sau này là nuốt vô lại hoặc là liếm vô lại hết. Mà liếm đâu có kịp đâu. Nên giờ người dân mới nhìn ra được là tên nào bây giờ cũng xạo láo hết. Vì toàn là đi theo ma quỷ và đang ngồi chờ lệnh trên. Nhưng mà đâu còn lệnh trên nào nữa đâu. Cái gì cũng bị cắt hết rồi. Đúng. Nên những anh cộng sản bây giờ đó, hãy khôn hồn. Đó, hãy bỏ cộng còn việc. Tha cho người dân đi. Chúng tôi nói cho mấy anh cộng sản biết đó, tất cả những lãnh đạo trên thế giới không những bị bắt, bị tù, mà tất cả tài sản còn bị tịch thu hết. Chứ đừng nói mấy anh cộng sản Việt Nam. Anh cộng sản Việt Nam được Đức Quốc Công tha kê khai này kia nọ ra và giữ lại được 10% đó, không bị tội được tha mà còn giữ được 10%. Không muốn, muốn là tù tội mà tịch thu hết, không còn cái gì hết mà còn bị tù tội nữa thì chịu, phải không? Hay là mấy anh muốn như vậy? Chúng tôi thấy những cái mồi của anh, mấy anh đang làm là y chang như vậy đó, là muốn là cuối cùng mới là tù tội và cuối cùng là mất hết tất cả. Trong khi bây giờ đó là Đức Quốc Công kêu gọi bỏ cộng còn việc.
đưa hết tất cả tài sản lại cho người dân, giữ lại 10% thôi. 10% đối với anh là quá lớn rồi, mấy anh đã đâu cần phải đi lao động đâu, phải không? Vì sống trong cái thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, chống thơm trong cái thời Thượng Quân Thánh Đức, đâu có cần mà nai lưng này kia nọ làm đâu, tất cả máy móc đều làm hết. Vậy mấy anh tham chi? Mấy anh giữ chục cái nhà, 20 cái nhà, 30 cái nhà, 40 cái nhà để làm gì? Trong khi mấy anh chỉ ở được có một cái nhà, ngủ một cái giường, ăn 3 bữa ăn thôi. Mà bây giờ đó là chính phủ có thể lo được cho mấy anh là có cái nhà ở, có cái giường nằm, có 3 bữa ăn, không cần phải lao động cực khổ. Vậy mấy anh muốn gì nữa? Nói mấy anh cộng sản suy nghĩ đi. Trong cái thời Hạ Quân Thánh Đức, cái thời Hạ Quân đã qua rồi, những cái tên độc tài cai trị ma quỷ tất cả đều chấm dứt hết rồi. Cái vấn đề là đang dọn dẹp, kêu là dọn dẹp rác rưởi thôi. Đó, chúng tôi nói như vậy để cho mấy người cộng sản hãy thấy ra được cái cục diện này. Bởi vậy đó, cái con đường của Đức Quốc Công đó, chúng tôi nói đó là khi Đức Quốc Công lên ngôi hoàng đế thì dân tộc chúng ta sẽ thống nhất. Nhưng khi mà ngài đứng lên lãnh đạo thế giới thì chúng ta thấy đó, là chúng ta để ý đó, những cái sắc tộc đi, hiện nay đó là họ phải lưu vong ở xứ người, nhưng họ đâu có muốn đâu, vì cái đó là cái hoàn cảnh bị ép buộc họ mới lưu vong, chứ họ đều muốn sống ở những cái đất nước mà họ sinh ra, tổ tiên của họ ở đó, mồ mả cha ông của họ ở đó, họ đâu có muốn kêu là tha hương đâu. Thì khi mà một chính phủ ra đời, Đức Quốc Công lãnh đạo thế giới, thì chúng ta có thấy đó là tự nhiên đó là một cái xã hội đều công bằng với nhau, đất nước nào cũng đều có một cái an sinh xã hội tốt, nên người dân có quyền chọn lựa là ở lại những cái nước họ đang cư ngụ hay trở về quê cũ, trở về quê hương xứ sở của họ, họ có quyền chọn lựa. Phải không? Vì Thượng Đế sinh ra con người ở trái đất này đó chỉ để học hỏi, phải không? Và để thăng tiến mà thôi. Nếu chúng ta nghĩ đi, chúng ta cứ suy nghĩ ở một cái khía cạnh nhỏ nhất là chúng ta tá túc ở cái nhà. Lớn hơn chút, chúng ta tá túc cái nhà đó ở cái địa phương đó. Lớn hơn chút, cái địa phương đó ở cái thành phố đó. Lớn hơn chút nữa ở cái tỉnh đó. Lớn hơn chút nữa ở cái nước đó. Chỉ vậy thôi. Và cuối cùng rồi, khi chúng ta không còn ở thế gian này nữa, thì những cái đó nó còn quan trọng không? Đâu còn quan trọng đâu. Nên khi một chính phủ ra đời đó, thì tất cả người dân trên thế giới này có một cái sự bình đẳng, sống hòa thuận với nhau, thì người sắc tộc nào họ có cái quyền chọn lựa, họ đi đến một cái địa lý nào, miễn sao họ đừng phạm vào những cái tội mà thôi. Pháp luật phạm vào những cái luật mà thôi. Mà họ, bất kể họ làm cái gì, miễn không hại ai là đều được hết. Là vì Đức Quốc Công đó, ngài sẽ xây dựng một cái xã hội rất là công bằng, mà luôn có cái tình yêu thương, không phải chỉ cho con người không, mà luôn cả cho những cái sinh linh khác, những cái sinh vật khác nữa. Bởi vậy trong cái sáng thế ký đó là 1/26 đó, như chúng tôi hình như có trình bày với đồng bào đó, đó là Tòa án Môi trường Quốc tế đó đã nói đó, đưa ra cái phán quyết đó là Đức Quốc Công sẽ lãnh đạo cảnh sát môi trường quốc tế, và ngài sẽ xây dựng lại một cái xã hội đó, và dựa trên là sáng thế ký 1/26 đó. Thì trong sáng thế ký 1/26 là đây là lời nói của Thượng Đế nói đó, là hãy để chúng ta tạo ra con người theo hình ảnh của chúng ta, giống như chúng ta. Hãy để chúng cai trị loài cá dưới biển. Đó, loài cá dưới biển là có phải là làm nước sạch không? Làm cho nước sạch lại không? Hoặc là loài chim trên trời có phải làm cho không khí sạch không? Loài vật nuôi trên đất là có phải làm cho môi trường sạch không? Đó, và tất cả loài, kêu là tất cả các loài vật bò trên mặt đất, đó, là có phải là môi trường không? Là thực phẩm sạch và môi trường sạch không? Và cuối cùng là chính phủ sạch. Cái quan trọng ở đây là chính phủ sạch. Một chính phủ sạch, không còn ma quỷ cai trị nữa, thì tất cả nhân loại đâu có còn cái kiểu mà tranh giành nhau như cái thời Hạ Quân đâu.
Cái thời hạ guông đó, tất cả con người làm ra đó, nó lấy hết 9 phần, nó cho lại, nó đóng góp lại có 1 phần thôi. Còn trong thời thượng nguân đó, là con người làm ra 10 phần, đó, thì đóng lại 1 phần, đó là cho những cái người mà cai quản. Đó, còn 9 phần là con người giữ. Nên cái thời thượng nguân sống sướng lắm. Chỉ là chúng ta chưa có bình tâm để chúng ta suy ngẫm thôi, hoặc là chúng ta chưa thấy cái thời thượng nguân. Cái thời thượng nguân sướng lắm. Tất cả có những cái công nghệ rất là tiên tiến mà chúng ta thấy ma quỷ đó, nó đâu cho con người sử dụng cái công nghệ đó đâu. Nếu mà nó không được lợi, nó đâu có cho công nghệ đó phát hành đâu. Nó chôn luôn. Đó, thậm chí nó mua, nó tốn tiền, nó bỏ tiền ra, nó mua xong nó đẻ, nó đâu có cho con người sử dụng đâu. Nó đâu có phát triển cái công nghệ đó đâu. Nên trong thời thượng nguân thánh đức đó, là không có cái việc mà bằng sáng chế bị kêu là patent, là cái kêu là cái môn bài mà sáng chế nữa, vì tất cả ra đều cho con người sử dụng hết á. Và thậm chí còn nhiều cái công nghệ mà con người chưa biết đến. Đó, để được sử dụng mà phục vụ. Ví dụ như chúng ta thấy làm đường đi. Hiện nay đó, làm đường đó là 90% là máy móc làm hết. Làm nông nghiệp 90% máy móc làm hết. Hầu như bây giờ xây nhà luôn, máy móc nó in công nghệ 3D, nó in được nhà luôn. Quý vị có bao giờ thấy việc đó chưa? Chúng tôi đã từng chia sẻ những cái công nghệ đó lên cho quý vị rồi. Là máy in 3D đó, là lấy bằng xi măng, đổ mút trộn xi măng đúng theo tỷ lệ này kia, và cái máy in đó, nó in 3D căn nhà luôn. Đúng. Và cuối cùng đó, con người chỉ là làm nội thất, tô này kia nọ, trang trí cho nó đẹp thôi. Chứ cái sườn cái này kia là máy móc làm hết. Tất cả máy móc làm hết, con người có phải sướng không? Và máy móc làm nông nghiệp này kia có phải sướng không? Con người đâu cần làm đâu. Bởi vậy đó, là trong sám ký mình nói cái thời hạ thượng nguân, xin lỗi, cái thời thượng nguân rất là sướng. Làm ăn 6 tháng còn vui, kêu là vui ca, được mùa là 6 tháng còn lại là ăn chơi, học này kia nọ, đó, học không gian vũ trụ để còn đi lên nữa. Chứ không phải ru rú ở cái trái đất này. Chúng ta mà có tình yêu thương đó, chúng tôi nói với đồng bào để biết đó, khi mà chúng ta có tình yêu thương đó, chúng ta thoát khỏi trái đất này dễ lắm. Vì có những cái công nghệ đó, như chúng tôi biết được mà họ đưa ra đó, chúng ta cứ nghĩ từ đây mà bay lên trái đất Mars á, sao thổ đó, không phải Mars, không phải sao thổ, chúng thường biết tiếng Việt đó, lên trên trên đó đó, sao hỏa chứ, xin lỗi, có 4 phút thôi, bay từ đây lên đó có 4 phút thôi. Đó, công nghệ bây giờ tân tiến đến như vậy đó. Chứ không phải là đi 4 ngày hoặc là 4 tuần, mà đi có 4 phút thôi. Nhưng mà những cái công nghệ này mình không có được tiếp cận, là vì mình không có tình yêu thương. Mà mình khi đi lên những cái trái đất đó đó, mình gặp những cái sắc tộc khác đó, mình gặp những cái sinh linh khác đó, đó, mình sợ. Mà mình sợ thì mình sinh ra những cái hành động khác thường. Đó, bởi vậy trong 7 điều căn bản để làm người chân chính, Đức Quốc Công cũng nêu rõ cái điều này đó. Không? Có nhiều cái đó, mình sợ, mình sinh ra, mình có những cái hành động khác thường, thì con người bây giờ bị ma quỷ thống trị. Vì cái sợ hãi đó, đó thì chúng ta có những cái hành động nó không có chính nghĩa, cũng vì cái sợ thôi. Sau này đó, có dịp đó, chúng tôi sẽ chia sẻ và để quý vị biết đó, những người mà lãnh đạo thế giới đó, họ cũng có cái khổ, chứ không phải không đâu. Họ cũng có cái việc mà không có nói ra được, là vì ma quỷ đó nó bắt họ từ lúc nhỏ lận, và để nó huấn luyện họ đó bằng cực hình đó, và nó dạy họ đó là tình thương đó là rất là yếu đuối, nên phải có sức mạnh, phải có mạnh bạo, phải có bạo lực mới thể hiện được sức mạnh mà thôi. Nó dạy họ như vậy từ khi mà nó bắt họ từ còn nhỏ lên. Nên họ cũng không có cái quyền chọn lựa, tại vì còn nhỏ 1-2 tuổi, 2-3 tuổi nó huấn luyện từ đó, và nó huấn luyện bằng bạo lực, đánh đập này kia đó, thì đương nhiên là khi họ lớn lên là cái tâm lý của họ đó nó không có tình yêu thương, cũng dễ hiểu thôi. Vì họ cho tình yêu thương là yếu đuối. Đó, nó đi ngược lại. Bởi vậy cái sợ hãi đó nó sẽ làm
chỉ có tình như chúng tôi nghĩ có tình, chỉ có tình yêu thương đó mới giúp cho chúng ta thoát khỏi sợ hãi mà thôi. Cũng giống như đó, nếu chúng ta có đủ tình yêu thương, giống như chúng ta thương con cái của chúng ta đó, mà chúng ta sẵn sàng hy sinh luôn tánh mạng để bảo vệ con cái mình. Giống như vậy đó, nếu chúng ta có cái sức mạnh đó, mà chúng ta thương người láng giềng của mình như vậy, và chúng ta sẵn sàng đứng lên, thì chúng ta nghĩ ma quỷ nó khống chế được chúng ta không? Nó khống chế được con người không? Chúng ta đặt ra những cái câu hỏi cho chúng ta suy ngẫm. Bởi vậy đó, Đức Quốc Công thương dân tộc chúng ta cỡ nào, Ngài từ bỏ luôn đó, cả vợ trẻ con thơ để đi vào trong sa mạc. Vì sao? Vì cái tình yêu thương đó của Đức Quốc Công nó trải rộng ra cho con người và trải rộng ra cho nhân loại luôn. Vì khi mà Ngài thiền định ra được, Ngài thấy được cái sự lầm than đau khổ của nhân sinh ở trên cái trái đất này bị ma quỷ nó cai trị đến cỡ nào. Luôn cả những người lãnh đạo trên toàn thế giới cũng là nô lệ của thế lực ma quỷ thôi. Bởi vì Ngài nói bắt những cái tên đó để làm gì? Như bắt Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm, Tập Cận Bình, tụi nó chỉ là nô lệ thôi. Bắt đứa này hoặc là diệt đứa này, nó đưa đứa khác lên, chỉ vậy thôi. Nên chúng tôi muốn chia sẻ như vậy để cho những người cộng sản đó, hãy biết quay đầu là bờ, hãy bỏ tối theo sáng. Là vì từ từ đó những người cộng sản cũng sẽ hiểu ra thôi. Vì bây giờ đó là bóng tối đó, từ từ đó, bóng tối là chúng tôi, chúng tôi không biết tiếng tiếng Việt phải nói như thế nào, nhưng nói tiếng Anh đó, là nói là black matter đó. Matter là những cái khí về bóng đen đó, bóng tối đó, bắt đầu càng ngày đó, nó càng bị mờ nhạt đi, bị phai mờ đi, và càng ngày đó, những cái tần sóng cao đó, những tần sóng ánh sáng sẽ tràn ngập đến trái đất này, nên con người đó, muốn không tỉnh cũng không được nữa. Nhưng mà họ không có thể áp dụng kêu là cực nhanh được, là vì cái sóng não của con người đó, bị ma quỷ đó, nó áp dụng có 7 Hz thôi, mà ở một cái thời gian rất là dài, nên mà muốn tăng lên cũng phải tăng từ từ. Chứ nếu mà tăng nhanh đó, thì hiện nay đó, họ đã tăng từ từ, nhưng mà chúng ta thấy những cái người mà bị thấp đó, trong cái tầng sóng thấp đó, là những người mà vướng vào những cái tệ nạn xã hội như xì ke, ma tí, những người đó thì họ sẽ bị, giống như hiện nay chúng ta sẽ thấy họ giống như là bị loạn, là vì cái tần sóng cao đó áp dụng xuống, nên họ là những cái tần sóng quá thấp đó, thì họ bị ảnh hưởng rất là nặng. Thì chúng ta hiểu ra được thì chúng ta cũng thông cảm, rồi từ từ nó cũng sẽ qua đi đó, và họ cũng sẽ được chữa lành đó. Nên tất cả những ai mà đi theo bóng tối từ từ cũng sẽ ngộ ra hết, nhưng mà đến đó có thể là trễ, có thể là trễ, là vì bị bắt trước khi ngộ ra, lúc đó là tù tội, đó là tội nghiệp cho con đó, sống phải cha xa con xa vợ, phải không? Còn bây giờ nói thì không nghe, rồi đến khi mà ở tù ở tội đó, rồi lúc đó đó là than khóc cũng vậy thôi, vì con đường là mình chọn đó. Nên hôm nay đó chúng tôi muốn chia sẻ đó đến cho đồng bào đó, nên tất cả chúng ta đó đã thấy ra được đó, những cái đức hy sinh của Đức Quốc Công, Ngài đã phải trải qua một, phải nói là nhiều cái việc mà sinh tử đó, ngoài cái việc mà Ngài vào trong sa mạc để thử thách đó, và trải qua sinh tử, rồi Ngài phải đứng trước những cái việc mà bị ma quỷ nó ám toán nhé. Đó là về Ngài đứng mũi chịu sào, đương nhiên là cho dân tộc Việt Nam chúng ta và cho toàn thế giới luôn, chứ không phải đơn giản đâu. Có nhiều cái việc á, chúng tôi muốn chia sẻ, nhưng mà quý vị có thể nói là chúng tôi nói giống như là khoa học viễn tưởng hoặc này kia, nên chúng tôi chưa có nói ở cái thời điểm này, là vì sẽ đến một cái thời điểm đó là quý vị sẽ thấy ra được những cái công nghệ đó. Đó, như chúng tôi nói, cái công nghệ mà Looking Glass đó, là công nghệ họ có thể nhìn vào trong tương lai và có thể nhìn vào trong quá khứ để họ biết. Đó, thì họ có những cái công nghệ này thì họ, giống như chúng tôi đã từng trình bày đó, là họ đi tìm những cái người lãnh đạo ở trong tương lai. Và đương nhiên có những người mà theo phe chính nghĩa mà lãnh đạo trong tương lai, họ truy ra được và họ ám sát. Và có những vị họ không có ám sát được, đó là Đức Quốc Công của chúng ta, họ không có ám sát được, là vì họ biết Đức Quốc Công là ai đó, nên họ không có ám sát.
không có ám sát được. Và đương nhiên có nhiều người họ muốn ám sát, nhưng mà có thành công và có thất bại. Đó. Nên khi mà họ ám sát được những cái người đó, đó thì nó làm cho cái công cuộc mà đi vào thời Thượng Quân Thánh Đức đó, nó hơi chậm lại một chút thôi. Hơi chậm thôi chứ không phải là không. Đó. Là vì bây giờ là họ đang đứng trước cái việc mà bị giải thể. Đó. Là vì như chúng tôi trình bày đó, từ cái ngày 6 tháng 1 vừa qua là tất cả chính phủ trên toàn thế giới đã bị giải thể. Ngân hàng trên toàn thế giới đã bị phong tỏa. Luôn cả Cộng sản Việt Nam bây giờ vô ngân hàng nhà nước Việt Nam toàn là thấy trống không thôi. Phải không? Bên Tàu cũng vậy, bên Cộng sản Việt Nam cũng vậy. Đó. Nên đó, những cái thằng đầu sỏ Cộng sản Việt Nam nó thể giấu đồng bào mình thôi, nhưng mà chúng tôi nói cho nó biết để nó khỏi có cái chuyện mà kêu mà nghĩ là không ai biết cái chuyện mình làm. Đó. Tất cả những thằng đầu sỏ Cộng sản Việt Nam tiền tài này kêu nào bị đóng băng hết rồi, không có gì mà chạy được hết đó. Đó. Chỉ có người dân ở dưới này chỉ còn hoạt động được mà thôi. Đó. Còn những thằng ở trên ngân hàng mà kêu là quốc gia này kia, tất cả nước trên toàn thế giới đều không còn hoạt động được nữa. Luôn cả kêu là y tế thế giới đó, cũng không phải là hoạt động được nữa. Tất cả ngân khoản này kia đều bị cắt hết. Không? Rồi á, những NATO cũng vậy, cũng bị cắt hết. Đó là tất cả luôn đều bị cắt hết, không còn gì đó. Đó. Nói như vậy để cho mấy anh Cộng sản hãy biết mà quay đầu. Đó. Quay đầu lại trước khi muộn màng. Còn những anh mà ở dưới đó, những anh mà an ninh Cộng sản, chúng ta cứ nghĩ an ninh Cộng sản mà so bắt đầu chúng ta đi lên từng cái lớp của xã hội trong cái ma trận này đi, thì chúng ta thấy từ cái anh an ninh đó mà đi đến anh tổng bí thư đó, chúng tôi nghĩ chắc cũng trèo không biết bao nhiêu cả trăm cái lớp đó. Nên đó, mấy cái anh mà đầu sỏ Cộng sản Việt Nam đó, mà nếu mà so lên với những anh trên thế giới đó thì nó cũng có còn nhiều bậc lắm, phải không? Đó. Nên đối với những anh an ninh đó, tít ở dưới này đó, giống như là chúng tôi coi như con mấy con gián đó. Đó. Nên đó, phải cẩn thận. Là vì sao? Vì những tên đầu sỏ còn chết tới nơi thì đừng nói mấy anh. Nên đừng có nghĩ là mình đi theo lệnh trên này kia nọ là mình không bị bệnh, mình không bị bắt mà không bị tội này kia nọ đâu. Nên khôn hồn đó, thì ở cái thời điểm này đó là hãy giống như là tu tâm, phải không? Từ bỏ, đó, từ bỏ đi, từ bỏ đảng, tức là không làm gì hết. Mấy anh còn đủ tiền để mấy anh đó, ăn uống này kia nọ cho đến cái thời mà chính phủ về, phải không? Là vì mấy anh đâu có cần đồng lương của mấy thằng đó phát cho đâu. Mấy anh có thấy đồng bào của chúng ta nghèo khổ đến cỡ nào mà họ còn bám víu nhau để họ giống như là chờ đợi mà. Thì mấy anh đừng có nói đến cái việc mà phải ăn cái đồng lương của mấy thằng đầu sỏ Cộng sản mà để đàn áp người dân. Lúc đó đó, khi mà chính phủ về đó, mấy anh không có đường chạy. Là vì mấy anh đã bị người dân bao vây hết rồi, chạy đi đâu được, thoát đi đâu được. Hồi xưa đó, trong cái thời mà chiến tranh Việt Nam á, mấy anh còn trốn trong nhà dân, phải không? Trốn trong hầm cầu của người dân. Có nghĩa là chỗ nào mà người dân che giấu mấy anh được thì mấy anh mới thoát thôi. Phải không? Mấy anh sợ, mấy anh cần người dân che giấu. Còn bây giờ đó, mấy anh bóc lột người dân đến tàn bạo tận xương tủy như vậy thì mấy anh chạy đâu thoát khỏi mắt của người dân? Anh suy nghĩ đi, mà khi chính phủ về đó, tất cả người dân mình rất là sướng, phải không? Rất là sướng luôn. Vậy người dân có trách nhiệm phải đi moi mấy anh ra thì mấy anh chạy đi đâu? Suy nghĩ đi. Cái thế lực ma quỷ đã tan nát hết rồi. Những cái tên mà đang cai trị mấy anh á, những cái tên mà như Tô Lâm, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, nó chạy lăng xăng như con vịt mắc đẻ vậy đó. Vì nó rất là sợ. Vì xưa giờ đó, nó đang chờ lệnh trên, mà bây giờ không còn lệnh trên nữa. Phải không? Nên nó cũng phải sợ chứ. Để nó phải làm như thế nào chứ. Bên Tàu kìa, nguyên một mũ nước Tàu như vậy đó, còn không có lệnh trên, còn phải chạy xúc quần kìa. Đừng nói mấy anh Cộng sản Việt Nam. Nên mấy anh an ninh đó, phải coi vào cái thời thế này, để biết được đó, chỉ có người dân mới cứu được mình thôi. Và mình bây giờ mà hành hạ người dân như vậy,
thì chính mình, người dân sẽ moi cổ mình ra, phải không? Để đứng trước tòa án. Đó, rồi lúc đó mình sẽ biết cái tội mình như thế nào, rồi sẽ được xét xử công bằng. Chỉ vậy thôi. Mấy anh tin tưởng những tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam có thể giúp mấy anh. Thì khi mấy anh đứng trước vành móng ngựa, mấy anh đừng có nói bất kể một cái lý do gì đó. Phải không? Bất kể một lý do gì. Chúng tôi bây giờ nói cho mấy anh hiểu, mà mấy anh không chịu hiểu, thì khi mấy anh đứng trước vành móng ngựa thì không có lý do gì hết, không có đổ tội cho ai đó. Phải không? Vì chúng tôi đã giải thích cho mấy anh đâu phải một lần đâu. Chúng tôi giải thích rất là nhiều lần. Những thằng đầu sỏ của mấy anh nó còn đang chờ lệnh trên, rồi những thằng trên nó cũng đang chờ lệnh trên. Mà thằng lệnh trên nữa đó là không còn nữa. Thế lực ma quỷ đã kết thúc, thời đại của ma quỷ đã kết thúc, chấm hết. Nên mấy anh phải coi lại cái bản thân mình. Những cái hành động của mấy anh sau này mấy anh không có chối cãi được. Chúng tôi chỉ đưa ra cái khuyến cáo như vậy thôi. Còn nghe hay không, tin hay không là do mấy anh. Nhưng sau này đừng có đứng trước vành móng ngựa mà rớt nước mắt. Phải không? Vì mấy anh mà đứng trước vành móng ngựa mà rớt nước mắt á, là chúng tôi phạt cho thêm vài năm nữa về cái tội kêu là mình phải nói là cái tội nước mắt cá sấu đó, cũng giống như thằng Hồ Chí Minh đó, nó giết nửa triệu đồng bào xong nhớ lên nó lâu lâu mấy cái. Mấy anh mà khóc trước vành móng ngựa đó, chúng tôi quy cái tội giống như cái thằng Hồ Chí Minh đó, cho mấy anh thêm vài năm nữa, vì cái tội đó là cái tội ba xạo, phải không? Cái là lúc mà làm ác người ta kêu quay đầu thì không chịu. Rồi khi bị bắt á, bị đặt xạo xạo, khóc giả dối, phải không? Như cái thằng Hồ Chí Minh á, bắt trước ai thì bắt trước, chứ đừng bắt trước cái thằng Hồ Chí Minh. Vì khi mấy anh mà đứng trước vành móng ngựa mà cầm cái khăn lên lâu lâu đó, phải không? Là tự nhiên á, mấy anh gợi lại cho dân tộc Việt Nam thấy được cái hình tượng của thằng Hồ Chí Minh mà nó giết trên nửa triệu đồng bào đó. Rồi nó cầm cái khăn nó lâu lâu á, nó kêu xin lỗi vài tiếng coi như què. Đó, mấy anh đừng có làm như vậy. Nếu mà phán mấy anh 5 năm thì mấy anh cứ cắn răng làm hết 5 năm đó rồi về với vợ con. Nếu 10 năm đó thì cứ ở tù hết 10 năm đó rồi về với vợ con, chứ đừng có thấy 5 năm á, mà khóc rồi xin nó lên cho chừng 7-8 năm nữa cho khỏi xin. Vì cái tội nói xạo, phải không? Cái tội giả dối đó, đã bị tội rồi mà còn không biết tội, còn bị đặt giả dối nữa. Bây giờ nói thì không tin, thì đến khi đó rồi đừng có mà lấy khăn ra mà lau chùi giống như mấy thằng như là Trịnh Xuân Thanh, hay là những cái tên như là Đinh La Thăng, phải không? Khi mà có quyền á thì á giống như ông nội vậy đó, phải không? Nói chuyện với người dân, làm người dân như vua như chúa đó. Đó, khi mà ra đứng trước vành móng ngựa đó thì bày đặt nó sụp sùi đó. Sụp sùi với mấy anh cộng sản thì được, nhưng mà sụp sùi với những người chính nghĩa là cho là thứ giả dối, tức là biết tội mà còn không biết nhận tội, còn bị đặt sụp sùi nữa, cho thêm vài năm nữa để hết cái tật kêu là giả dối. Đó. Hôm nay chúng tôi nói như vậy đó để cho những người cộng sản hãy suy nghĩ những cái gì mà chúng tôi chia sẻ. Còn đối với đồng bào chúng ta đó, hãy mạnh dạn lên. Đó, vì chỉ có tình yêu thương thì mới giúp cho chúng ta thoát khỏi sợ hãi mà thôi. Đó, thì khi chúng ta trải ra tình yêu thương đó, thì tùy mỗi người, tùy cá nhân mỗi người. Vì tình yêu thương đó, đối với mỗi người nó đều có cái chúng ta phải nói là cái duyên, hoặc là chúng ta phải có cái lòng, tùy mỗi người đó, khác nhau. Nhưng đối với Đức Quốc Công thì chúng ta thấy đó là cái tình yêu thương của Ngài trải rộng, bao la, mênh mông. Ngài có thể đứng lên vì dân tộc mình, chịu nhận hết tất cả những cái quả đắng, chịu nằm gai nếm mật trong sa mạc hơn 20 năm. Đó, chúng ta thấy đi, tất cả là vì tình yêu thương hết. Nếu Ngài không có tình yêu thương đó, Ngài đâu có hy sinh nhiều đến như vậy. Chúng ta hãy suy nghĩ, chúng ta hãy coi những cái gì mà Đức Quốc Công đã làm. Và đó là cái gương cho chúng ta. Và Ngài đã đưa ra chúng ta, cho chúng ta học 7 bài học
căn bản đó để vượt qua 7 cái tội mà Thượng Đế đặt ra. Thì chúng ta thấy đi, 7 điều căn bản để làm người chân chính, cộng với chúng ta có cái gương của Đức Quốc Công đã soi cho chúng ta, và Đức Quốc Công xây dựng một cái thời thượng quân thánh đức, cái gì cũng đầy đủ hết, con người không cần phải chà đạp nhau nữa, phải không? Và lúc đó con người sẽ chọn lựa đó, không còn chà đạp. Hồi xưa sống trong cái thời hạ quân á, thì cái thời đó là bị sống trong một cái ma trận, phải không? Bị nó kìm kẹp đủ thứ, mà muốn vươn lên là phải chà đạp nhau mới lên được đó. Nên cái đó là không có cái quyền chọn lựa, trong một hình thức nào đó cũng không có cái quyền chọn lựa. Những người lãnh đạo cũng bị nó bắt, cũng bị nó đành hành hạ này kia, nó dạy cho những cái sai trái, nó dạy cho là yêu thương là yếu đuối, chỉ có kêu là bạo lực này kia nọ mới thể hiện được cái sức mạnh này kia nọ thôi, quyền lực này kia nọ thôi. Nên cái đó nó cũng có, trong đó nó cũng có không có cái quyền chọn lựa của họ từ nhỏ đó. Nên tất cả là đều trong một cái xã hội không có quyền chọn lựa. Nhưng khi mà Đức Quốc Công xây dựng một cái thời đại thượng quân thánh đức bằng tình yêu thương, cái gì cũng để phục vụ cho con người hết, chỉ có tình yêu thương là thương nhiều hay thương ít mà thôi. Mà còn cố tình mà phạm pháp, đi ngược lại cái tình yêu thương thì bị tội là đúng rồi. Không, là đó là cái quyền chọn lựa của mình. Nên chúng tôi chia sẻ để tất cả chúng ta phải suy ngẫm về những cái điều này. Vì những cái diễn biến từ đây sắp tới nó xảy ra rất là nhanh. Rất là nhanh là vì có nhiều cái điều đó là chúng tôi được những cái vị mà chúng tôi tiếp xúc đó, họ chia sẻ đó, như họ nhắn cho chúng tôi, họ hỏi đó, giống như bây giờ đó là cái rung chuyển nó rất là cao, và họ có cái cảm giác là giống như là vui sướng mừng, mà họ giống như cái kiểu mà bay bổng á, bây giờ họ phải làm sao? Nó họ hỏi chúng tôi như vậy, chúng tôi cũng đâu có biết phải làm sao. Chúng tôi chỉ nói họ là nếu họ có những cái cảm giác đó thì họ phải làm sao họ kết nối được. Đó, họ kết nối được những cái người mà họ quen biết này kia để chia sẻ những cái mà họ đang cảm nhận đó, để cho những người khác chia sẻ cũng cảm nhận giống như họ vậy. Nó vì họ cảm thấy được là nó đến rất là nhanh đó, họ chia sẻ với chúng tôi như vậy thì chúng tôi cũng chia sẻ với họ như vậy thôi đó. Nên tất cả những cái gì mà chúng tôi chia sẻ đó, nó đến rất là nhanh. Nên đồng bào chúng ta hãy mạnh dạn lên, đó là thứ nhất. Thứ hai là những người cộng sản đó, hãy mạnh dạn lên, từ bỏ bóng tối, từ bỏ tội ác đi, quay về với chính nghĩa đi trước khi muộn màng. Chúng tôi có thể nói với những người cộng sản, khi mà từ bỏ đảng, không có một cái thằng đảng viên nào mà dám làm gì những người bỏ đảng hết á. Vì tất cả như chúng tôi đã nói đó, đã rớt vào cái thiên la địa võng của Đức Quốc Công, không có tên nào thoát đó. Đó, nên không có tên nào mà đi tìm quý vị mà để thanh toán hoặc là hù dọa thế này thế kia đâu. Đó, hãy nghe lời chúng tôi, hãy bỏ cộng còn việc đi, bỏ đảng đi, bỏ tối theo sáng đi, quay đầu lại với chính nghĩa quốc gia dân tộc đi, tha cho đồng bào mình đi, rồi cuối cùng mình được tha. Đó, tha cho đồng bào mình bây giờ thì sau này mình được tha. Vậy thôi. Còn nếu mà mình cố tình thì cái đó là cái con đường mình chọn và cái giá là mình phải trả. Đồng bào có biết đó, những cái thế lực ma quỷ đó là họ giống như thế lực ánh sáng đó, cho họ cái quyền chọn lựa và cái nói về cái deadline là cái hạn cuối cùng đó, đó là tháng 11 năm 2021 vừa qua đó. Và khi họ chọn bóng tối đó, cái giá của họ phải trả đó là tính mạng đó. Đó, chúng tôi nói như vậy để cho những người cộng sản hãy hiểu ra được, khi mà mình đã chọn cái con đường bóng tối thì khi cái thời điểm nó đến là mình phải trả giá bằng tính mạng đó. Chúng tôi chỉ nói như vậy thôi. Còn tin hay không, nghe hay không, tùy quý vị quyết định và chọn lựa. Đó, hôm nay chúng tôi xin chia sẻ đến đây thôi. Rồi chúng ta nghe một bài nhạc nối nhịp trùng dương của Đức Quốc Công và chúng ta chia tay. Sương gió nguyện ước trong tim
anh biết hỏi phương nào. Đời lênh đênh trôi theo dòng mệnh bàn, tìm quê hương qua dấu vết đau thương. Mười năm sau đôi chân mòn sỏi đá, từ đó dân cao cao ước nguyện muốn trông nhìn quê hương thân em gầy bóng nắng, nghe tim mình đau trọn cả mùa xuân. Ôi trùng khơi rừng rừng cuộn sóng, núi rừng ơi ấp đâu nỗi hờn, ngày tự do quê hương mòn mỏi ngóng, trong lòng người đi nối nhịp trùng dương, cùng chung nhau đôi vai đồng hợp nhất, dập bóng dương cao cao vút một ngọn cờ. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày quê hương dân Việt hết đau thương. Năm qua anh phiêu bạt sương gió, nguyện ước trong tim anh biết hỏi phương nào. Đời lênh đênh trôi theo dòng mệnh bàn, tìm quê hương qua dấu vết đau thương. Mười năm sau đôi chân mòn sỏi đá, từ đó dân cao cao ước nguyện muốn trông nhìn quê hương thân em gầy bóng nắng, nghe tim mình đau trọn cả mùa xuân. Ôi trùng khơi rừng rừng cuộn sóng, núi rừng ơi hợp tâu nỗi hờn, ngày tự do quê hương mòn mỏi ngóng, trong lòng người đi nối nhịp trùng dương, cùng chung nhau đôi vai đồng hợp nhất, dập bóng dương cao cao vút một ngọn cờ. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày quê hương dân Việt hết đau thương. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày trong mơ ngày sống nuôi đợi chờ. Rồi chúng tôi kính chúc quý đồng bào trong và ngoài nước được một đêm ngủ bình an, và chúng ta hẹn gặp lại. Thank you.